nay là một thạc sĩ, giảng viên Đại học Sài Gòn, có rất nhiều kinh nghiệm trong xử lý từ chối, không chỉ trong phương thức trao quà truyền thống, mà hôm nay may mắn cô được cả bí quyết trao quà trong thời đại 4.0 ạ. Để không mất thêm thời gian của các cô bác và anh chị, tôi xin mời cả nhà mình cùng thả thật nhiều trái tim lên màn hình ạ, để chúng ta cùng chào đón lên đây huấn luyện viên của buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Đăng Quốc ạ. À, xin chào mừng quý anh chị có mặt trong buổi Zoom hôm nay ạ. Mọi người có nếu thấy xem và nghe được thì mọi người có thể gõ chữ OK giùm ạ. Xin Dạ quý anh được chị rồi mà thầy thấy ơi. thấy không ạ? Dạ thấy rồi thầy ơi. Rồi rồi rồi, xin cảm ơn mọi người. Chúng ta bắt đầu á. Do đường truyền nó hơi chậm á, trên là cái màn hình tôi lên rồi mà tôi thấy nó kia lên rồi. Rồi xin mời quý anh chị tương tác ha, để mình tạo sự kết nối, cũng như là trong quá trình mình theo dõi Zoom á, thì mình sẽ ghi lại những cái điều gì mà mình cảm thấy là nó mới đối với bản thân mình. Tôi hy vọng là những một số vấn đề chia sẻ tôi sẽ giúp quý anh chị phát triển cái công việc riêng của mình như cái sự nghiệp của mình. Xin cảm ơn. Bây giờ xin mời quý anh chị gõ vào cái ô chat á, gõ số 2 á, để mình chào nhau nhé. Hai hai là chào mà. Xin mời mọi người gõ số 2 ạ. Gõ số 2. Để mình chúng ta chào với nhau nhé. Rồi. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Rồi. Chúng ta cũng tiếp tục như giống như hôm hôm qua, tôi cũng biết là hôm nay quý Zoom mình không biết có thay đổi gì không. Quý anh chị sẽ comment vào số 3 hoặc là số 4. Nếu mà mình thuộc vào hai cái diện này, nếu ai trên 50 tuổi gõ số 4, còn lại gõ số 3. Xin mời quý anh chị gõ vào ô chat ạ. Như vậy thì tôi thấy cái thông tin ở ổ chat đó thì số 3 nhiều hơn số 4 chút xíu. Có nghĩa là quý anh chị mà khoảng trên 50 tuổi thì cũng cũng có, nhưng mà cũng có lẽ chiếm khoảng 1 phần 3, 1 phần 3 vậy đó. Rồi. Rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác và chia sẻ giới thiệu về mình. Bây giờ tôi xin tự giới thiệu về tôi. Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Quang. Tôi là giảng viên Đại học Sài Gòn chuyên ngành IT. Tôi có thâm niên trên 35 năm dạy về lĩnh vực về công nghệ thông tin. Tôi dạy chuyên khoa công nghệ thông tin. Ngoài ra tôi có dạy tất cả các khoa quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, ngân hàng, rồi anh văn, du lịch, vân vân. Như vậy là cũng đã, hiện nay tôi đã về hưu. Hiện nay tôi hoạt động kinh doanh chủ yếu và đào tạo online trên mạng. Đây là tôi, là cái hình ảnh tôi, một số hình ảnh về tôi là hiện đang giảng dạy. Đây là sinh viên tốt nghiệp ra trường đó mà. Sinh viên này sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin. Rồi, chuyên gia chuyên đạt lĩnh vực của tôi chuyên sâu á, trong hơn 20 năm á, là chuyên chuyên đào tạo và tư vấn cái dịch vụ thiết kế PowerPoint chuyên nghiệp. Nó là những lĩnh vực mà CEO, trainer, team leader, những người kinh cần đào tạo online Zoom vân vân á, cần có slide để mà truyền thông. Tôi là chuyên gia lĩnh vực đó. Rồi. Trong quá trình mà làm việc ở tại trường thì 2-30 năm trước thì tôi có cái cơ hội được hợp tác với Intel Education, tức là tập đoàn Intel, tập đoàn rất lớn của Mỹ, hiện nay là thuộc loại top đầu của Mỹ đó. Đào tạo tập đoàn Intel họ vào Việt Nam xong á, thì họ cũng có hỗ trợ cho Việt Nam mà lĩnh vực giáo dục. Và tôi là một trong những giảng viên cốt cán mà họ đào tạo để mà chúng tôi đi đào tạo lại, đào tạo về cái công nghệ dạy học mới. Ngoài ra thì trong năm 2000, sau khi tôi lấy xong là thạc sĩ á, thì tôi với một người bạn, với hai người bạn mở cái trường đào tạo ngoại ngữ và tin học. Tôi là hiệu trưởng trường Info School từ 2001 đến 2003. Chúng tôi là partner của Microsoft, đào tạo các chứng chỉ của tập đoàn Microsoft. Ai cũng biết Microsoft rồi, đúng không? Hệ rành Windows à, các phần mềm mà Windows vẫn sale vân vân đó, của Microsoft ạ. Năm 2008 thì tôi được thầy Hùng, hiệu trưởng trường Đại học Thái Hùng Bàng, mời về làm giám đốc trung tâm tin học.
Thì tôi về công tác đào tạo xây dựng hai phần máy mạng máy tính và đào tạo trên 3.000 sinh viên về công nghệ thông tin. Ngoài ra trong quá trình dạy học ở trường thì tôi có tham gia cái dự án trung học cơ sở của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cái dự án này rất là lớn. Thì lúc đó năm 2005 mình mới có internet khoảng 4-5 năm thôi, cho nên là cái nhu cầu mà sử dụng về công nghệ internet và PowerPoint á cho tất cả các tỉnh miền Nam á, gồm 22 tỉnh á, thì tôi là chủ sĩ tham gia đào tạo cái đó. Ngoài ra chúng tôi cũng tham gia cái dự án đào tạo ICT Education, tức là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đại học. Đây là chủ trương của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 để mà đào tạo cho trên 20.000 cán bộ quản lý giáo viên trên Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hoàn thành giờ rồi, đến 2007 tôi về hưu luôn. Tôi cũng bổ sung, tôi gửi giáo trình lại cho trường rồi. Giờ rồi 2018 tôi cũng được anh Cường là giám đốc đào tạo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh mời về đào tạo kỹ năng thiết kế PowerPoint chuyên nghiệp cho bác sĩ và chuyên viên của viện để mình đi làm công tác truyền thông phòng dịch đó. Thì trong quá trình học và làm việc thì tôi cũng được tham gia các đào tạo chuẩn quốc tế CTIO, chuyện này rất là quan trọng, tất cả trường đại học Việt Nam cũng đều cần cái này hết, mà tôi tập huấn ở của Singapore. Và gần đây thì 2018-19 đến bây giờ thì tôi làm những việc kinh doanh, tôi là giám đốc kinh doanh công ty Rio Clean chuyên kinh doanh nước tẩy rửa sinh học đa năng của Canada đó. Cái nước này tẩy luôn cả Covid đó. Rồi tôi làm giám đốc kinh doanh của Phước Tính Nest, là chuyên về yến xào và đông trùng hạ thảo. Tôi cũng là thành viên của Sài Gòn Charter, đó là hiệp hội doanh nghiệp của Mỹ tại Việt Nam. Đây là một số hình ảnh tôi tham gia trong 2019. Hiện nay tôi là thành viên câu lạc bộ doanh nhân SIBB, PCI là phòng công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một số hình ảnh hoạt động. Giờ rồi thì tôi đã tự giới thiệu xong. Cảm ơn quý anh chị theo dõi. Chủ đề hôm nay là chúng ta sẽ bàn tới một cái vấn đề rất là hay, đó là cái trao quà là cái gì. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu sâu trao quà trong cái thời đại công nghiệp 4.0. Trao quà thì chúng ta đã trao nhiều rồi. Một cái chia sẻ này dành cho ai tức là cái đối tượng mà tôi nhắm tới đó là thành viên của Herbalife. Thì đây là cái cộng đồng của Phạm Gia Nutrition. Cái thứ hai là những anh chị nào có nhu cầu nâng cao kiến thức của mình, cái kỹ năng tuyển dụng và phát triển đội nhóm bán hàng. Vấn đề tuyển dụng recruit rất quan trọng lắm. Những anh chị mà muốn học hỏi, giao lưu kinh nghiệm, kết nối xây dựng cái cộng đồng, thu hút khách hàng tiềm năng trong cái thời đại 4.0 này trên nền tảng Internet. Tôi sẽ vào phần 3 cái thời gian tôi sẽ bàn về vấn đề liên quan đến công nghệ 4.0. Và chúng ta sẽ trao quà như thế nào, chúng ta kinh doanh như thế nào. Rồi, cái kết quả mong đợi, tức là cái mục tiêu của buổi này đó thì thứ nhất á, là xác định được cái bản chất bán hàng. Bản chất bán hàng á, là trao quà cho khách hàng. Và tôi cũng hy vọng rằng cái sau cái buổi này quý anh chị sẽ tràn đầy năng lượng, đúng không? Tích cực, thêm động lực, đúng không? Để mình đổi mới cái phương pháp bán hàng, để mình thu hút và xây dựng cái cộng đồng. Và cái cuối cùng là cái thứ ba đó, cái thứ ba là chúng ta sẽ xác định được cái cách thức ứng dụng công nghiệp 4.0 để thu hút khách hàng tiềm năng, để chúng ta trao cái cơ hội để giúp người ta thay đổi được cái cuộc sống tốt hơn. Đó là cái mục tiêu của buổi hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nhé. Rồi anh chị đã từng trao quà cho ai chưa, hoặc là nhận quà từ ai đó nhân dịp Giáng sinh chưa? Chúng ta bắt đầu trong cái mùa Giáng sinh, đúng không nè? Cái mùa này cũng là mùa người ta tặng quà. Đó là một cái thông lệ, một cái truyền thống rất là hay trên thế giới. Cái câu hỏi của tôi là anh chị đã từng nhận quà của ai hay là mình tặng quà cho ai chưa ạ? Nếu mà có thì anh cái ô chat thôi, chưa hay có không sao đâu, để mình tương tác nè. Đây là vấn đề tôi bắt đầu vô đây cái buổi chia sẻ hôm nay, là vấn đề là trao quà. Như vậy chúng ta thấy không,
Chúng ta thấy cái này nó là vấn đề trao quà, là vấn đề bây giờ nó trở thành phổ biến, nó trở thành một cái văn hóa, chẳng phải của doanh nghiệp mà kể cả cá nhân trong gia đình nữa. Nhân một cái cơ hội nào đó, một cái lễ hội nào đó, một sự kiện nào đó, người ta trao quà. Như vậy thì tôi thấy có rất nhiều anh chị cũng chưa từng trao quà hay là nhận quà, sao cả. Cái đó thì để mà bắt đầu vào cái buổi chia sẻ sâu hơn, tôi xin có một câu chuyện. Câu chuyện này nó là đã trên 100 năm rồi, trên 100 năm rồi. Một câu chuyện này nó đã chuyển thành phim rồi, rất là hay, liên quan đến vấn đề trao quà. Một câu chuyện rất là xúc động. Mời quý anh chị sẽ theo dõi nhé. Rồi, câu chuyện nó xảy ra tại một cái căn phòng nhỏ tồi tàn, mà ở tại nước Mỹ. Một cái cô gái đang khóc nức nở, cô này tên là Della. Della và James á, James là hai vợ chồng trẻ, họ có một cuộc sống rất là khó khăn nhưng rất yêu nhau. Della thì có cái mái tóc mà đẹp, James rất là thích. Nhưng ngược lại James á, thì có cái đồng hồ, có cái đồng hồ mà anh chưa có dây đeo. Rồi chỉ còn một ngày nữa đến Giáng sinh thôi, Della không có tiền, cho nên mới đi bán cái mái tóc của mình á để mua món quà. Đó là chiếc dây đồng hồ mà anh James, anh chồng cô đang thiếu. Anh rất là thích đồng hồ mà anh không có dây đeo. Và anh đi cổ đi bán tóc xong rồi cổ đi ghé một cái tiệm để mua sợi dây đồng hồ. Rồi, nhưng mà khi James trở về nhà, cô Della ở nhà chờ chồng mình về để mà đón Giáng sinh. Anh rất bất ngờ vì Della đã cắt tóc rồi. Nhưng mà sau đó James cũng cũng ngạc nhiên lắm. Anh hỏi lại em cắt tóc hả? Thì cô này có sợ anh này giận dữ bởi vì anh thích thích mái tóc của mình. Nhưng mà James lúc đó cũng móc ra một món quà trong túi mình á, đưa cho Della và mở ra nó chính là cái kẹp tóc. Chúng ta thấy nó một cái vấn đề rất là hay. Để mua được cái kẹp tóc này, anh cũng bán cái đồng hồ. Anh bán cái đồng hồ mà anh rất là yêu quý. Anh bán cái đồng hồ rất là yêu quý của mình để mua cái kẹp tóc cho người vợ mình. Còn ngược lại Della bán cái mái tóc mình mà rất thích để mua cái dây đồng hồ cho người chồng mình. Chúng ta thấy một cái câu chuyện rất là xúc động, một cái câu chuyện rất hay, nó nên phổ biến thành phim mà trên thế giới hầu như là rất nhiều người đã biết cái phim này. Chúng ta thấy rằng anh ta mới nói là như vậy, là anh hỏi về mái tóc thì cô này có xác nhận là có bán mái tóc, nhưng mà hai người mới thấy rằng nó ngạc nhiên vô cùng và rất là xúc động, bởi vì họ họ cảm thấy đây là một cái tình yêu thương thực sự là trao cho nhau. Hai người đều cùng nghĩ về nhau, đều thấy cái nhu cầu của nhau và đã hy sinh một cái gì đó rất là quý giá để trao tặng cho người mình yêu thương. Và cuối cùng thì James ôm ôm người vợ mình, và anh thấy là anh rất là xúc động trong lòng. Và cái câu chuyện đây nó kết thúc mà rất là hay, một cái câu chuyện đêm Giáng sinh liên quan đến một món quà trao. Tôi xin chia sẻ cái này để làm gì, để kia quý anh chị thử, các anh chị hãy comment vào cái ô chat cái cảm nhận của anh chị về cái câu chuyện này. Xin mời quý anh chị tương tác, các anh chị suy nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này. Câu chuyện một câu chuyện chúng ta thấy nó rất là cảm động. Vâng, mỗi người ta đều có một cái gì đó ta yêu quý nhưng mà ta hy sinh nó để ta mua một cái quà tặng cho một người mà ta rất là quan tâm. Rồi người kia cũng nghĩ là, chúng ta thấy một cái câu chuyện phải nói đúng là giống phim ảnh vậy. Câu chuyện này rất là hay. Chúng ta rất cảm ơn quý anh chị đã comment, đúng không? Một câu chuyện rất là cảm động về tình nghĩa vợ chồng, và đồng thời nói về tình yêu, và đồng thời nói về cái vấn đề quà tặng, vấn đề tặng quà. Chúng ta sẽ cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Bây giờ bài học từ câu chuyện món quà Giáng sinh này như thế nào, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ thấy rằng trao quà là phải xuất phát từ tình yêu thương.
nếu mà không có xuất phát từ tình yêu thương thì cái món quà không có ý nghĩa. À, bây giờ ta loại trừ đi là hai người yêu nhau, nhưng mà nếu giả sử ta tao tặng món quà đó cho người bạn mình thì tức xuất phát từ cái tình yêu thương mới được. Vì món quà lớn nhất mà chúng ta có thể trao cho người khác á, đó là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện. Cái này tôi nghĩ là chắc quý anh chị cũng có trải nghiệm cá nhân của mình. Đứa con mình nó tặng quà cho mình là đương nhiên là vô điều kiện rồi đó, đúng không? Đứa con tặng quà cho mình, hoặc là cha mẹ tặng quà cho con là với tấm lòng bên trong mong muốn cái gì đó là rất là linh thiêng, đúng không? Rồi, nhưng mà ở đây nếu mà trong kinh doanh á, chúng ta tặng quà thì sao? Thì cũng phải xuất phát từ tình yêu thương mới được. Tại vì nếu ta coi khách hàng giống như người thân trong gia đình mình thì ta sẽ đối xử họ hoàn toàn khác, không phải là bán buôn. À, ví dụ nó liên quan vấn đề sức khỏe, từ tình yêu thương ta thương người bạn mình, ta sợ người bạn mình nó không có sức khỏe, ta chia sẻ những vấn đề. Cho lúc đó ta lại nghĩ là ta bán cái món hàng của mình cho người đó, thì nó không phải là không phải là tình yêu xuất phát từ bên trong. Nhưng mà cái này người ta dễ biết lắm, qua giao tiếp là người ta biết liền là chân thật hay không chân thật. Cho nên cái này rất là quan trọng. Từ bài học này ta thấy rằng trao quà phải xuất phát từ tình yêu thương thì chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ cực kỳ tốt. Rồi, bài học kinh nghiệm thứ hai ta rút ra là gì? Chúng ta thấy không ạ? Trao quà phải xuất phát từ nhu cầu của đối tác. Chúng ta không thể trao quà đãi được, đúng không? Cái này chắc mà anh chị mà trung niên có kinh nghiệm rồi. Mình có món quà tặng cho bạn mình mà mình không biết nên mua hay là mình gửi tiền. Nó có vấn đề đúng không? Nếu mà ta gửi tiền cái gì đó thì người ta tự mua cái gì đó yêu thích. Trên xã hội hiện giờ nó có cái voucher đó. Ví dụ Tết nhất ta tặng ở dưới ta tặng cái phiếu đi mua giày. Thay tôi mua đôi giày cho đâu có giường ta đâu mà không biết ta thích hay không nữa, đúng không? James có cái nhu cầu xây dây đồng hồ thì Della tặng dây đồng hồ. Della thích cái kẹp tóc thì James tặng cái tóc. Cái đó bài học kinh nghiệm rút ra là trong vấn đề kinh doanh cũng vậy. Chúng ta phải biết đối tác của mình á, là có cái nhu cầu gì, thích gì thì ta tặng thì nó mới có ý nghĩa. Chứ nếu không á, là món quà nó sẽ nó không có giúp xây dựng cái mối quan hệ. Đó là cái bài học kinh nghiệm thứ hai chúng ta rút ra. Rồi, bài học kinh nghiệm thứ ba là đây, từ cái câu chuyện này tao thấy rằng là tinh thần give again, cho đi, tinh thần cho đi mà, hãy cho đi, mình nhận là rất nhiều giá trị. Cái giá trị đây đôi khi không phải là vật chất, mà cái sự đối ứng lại, cái tình cảm và cái sự tin cậy và cái sự chân thành và sự cởi mở của người khác đối với mình. Cho nên trong kinh doanh cũng vậy. Chúng ta từ cái câu chuyện là ta nhớ ba vấn đề đúng không ạ? Tình yêu thương đúng không? Nhu cầu phải không? Và cuối cùng là cho đi. Cho đi không có vụ lợi gì hết. Thì chúng ta mới thành công trong cái kinh doanh được. Từ cái câu chuyện này ạ. Rồi, cho nên hôm nay chúng ta nội dung ta nghiên cứu xây xanh những vấn đề sau đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ đề cập đến cái bối cảnh là công nghệ 4.0. Cái thứ nhất là ta nói tại sao ta lại trao quà. Đúng không ạ? Rồi cái vấn đề thứ hai là ta sẽ tìm hiểu là ta trao quà cho ai, đúng không? Ta đâu có trao quà cho tất cả mọi người đâu, đúng không? Cái thứ ba ta sẽ nghiên cứu coi ta trao quà cái gì, và cái thứ tư ta sẽ tìm hiểu là ta cách trao quà mình như thế nào, đặc biệt trong cái bối cảnh là thời đại công nghệ internet này, trao như thế nào. Và cái thứ năm là khi nào ta trao quà, không phải ngày nào ta cũng trao quà đâu, đúng không nào? Rồi, và cuối cùng là ta trao quà ở đâu. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đầu tiên ta sẽ đề cập đến một vấn đề quà tặng, đúng không? Hình thức món quà rất là nhiều, đúng không? Món quà tặng có thể là món quà vật chất. Vật chất có thể là cái tình cảm. Món quà nó rất là đa dạng. Nó không nhất thiết là sờ mó được. Nó có thể là cuốn sách. Nó có thể là một cái gì đó mà cái đối tác của mình họ có nhu cầu. Đúng không nào? Rồi. Bây giờ tại sao chúng ta muốn trao quà, đúng không nào? Bởi vì bây giờ để trả lời câu hỏi này, bây giờ mình một câu hỏi tiếp là mình có thích nhận quà hay không, bản thân mình đó. Từ đó ta mới suy ra khách hàng có thích nhận quà hay không. Có, mình cũng thích nhận quà, đúng không? Ai cũng thích nhận quà hết. Và có điều là không biết ai nhận quà mình đi không nữa. Không biết ai trao quà cho mình không, đúng không nào? Rồi khách hàng cũng thích nhận quà. Chính vì cái tâm lý đó cho nên người ta sẽ dùng quà tặng để làm rất nhiều việc.
cái việc đầu tiên đó là để mà khi người ta trao quà là để người ta thể hiện cái quan tâm, cái tình yêu thương mình đối với người kia, với đối tác. Quý anh chị gặp một người bạn là thấy họ béo phì, thấy họ đi đứng khó khăn, các anh chị phát sinh cái tình thương. Các anh chị sẽ, giả sử mình chưa kinh doanh sản phẩm gì công ty này đi, thì mình cũng thấy người này khó khăn quá, mình cứ họ đi đứng rất là khó khăn và họ rất là thiếu tự tin. Cái đó là ta, nếu ta thấy một cái gì đó hay, ta sẽ giới thiệu cho người này, đúng không? Cái thứ hai nữa, ta muốn trao quà vì ai cũng thích nhận quà, đó là hai vấn đề. Rồi, hai vấn đề. Cái thứ ba, cái lý do chúng ta trao quà là để chúng ta phát triển cái mối quan hệ bền vững với người thân, với bạn bè, với khách hàng, với đối tác, đúng không nào? Chúng ta có người bạn kết giao nhau thì như sinh nhật của bạn mình tặng món quà. Rồi, chủ doanh nghiệp hay là người CEO quan tâm đến nhân viên thì họ nhân gì đó họ tặng quà, tặng hết cho tất cả mọi người, ví dụ cái voucher để đi mua cái gì đó hay trong Tết đó, để gì, để xây dựng cái mối quan hệ bền vững giữa đối tác là giữa trong công ty với nhau, doanh nghiệp với nhau, đội nhóm với nhau, bạn bè khách hàng. Đôi khi cái quà tặng của chúng ta nó không phải là vật chất mà một cái lời chúc, một cái lời chúc ta gửi tặng các bạn một cái câu danh ngôn hay, đúng không nè? Rồi, có nghĩa là quà tặng nó muôn hình lắm, nó không nhất thiết là vật lý. Một ngày nào đó ta thấy bạn mình, thấy sinh nhật bạn mình, nhớ bạn mình gửi cho mình một cái câu chuyện mà mình đọc vô tự nhiên mình thấy quá hay, mình đọc vô tự nhiên tinh thần mình phấn khởi lên, mình đang nản lòng cho mình, nó món quà cũng hay vậy, thấy không? Món quà đó không có cầm được, không có sờ mó được, nhưng mà qua cái đoạn clip đó bạn mình gửi cho mình một đoạn clip, mình xem xong tự nhiên mình thay đổi, người thay đổi đi thì món quà rất là giá trị, đúng không? Như vậy thì lý do ta trao quà là ta muốn xây dựng cái mối quan hệ bền vững giữa bạn bè, khách hàng, đối tác hay là người thân trong gia đình, vân vân. Rồi một cách nữa, nói về liên quan kinh doanh, người ta hay trao quà lắm. Như dịp Noel này là người ta trao quà bằng cái gì? Người ta giảm giá, mua một tặng một, đúng không? Rồi mua cái gì đó được tặng vé du lịch chẳng hạn, vân vân, có rất nhiều. Để chi? Để thu hút khách hàng tiềm năng đến với mình kinh doanh thì mình phải có người chú ý mình, đúng không? Thì mình làm cách nào? Ta dùng quà tặng. Ngoài ra đó, người ta trao quà cũng để xây dựng thương hiệu cá nhân. Giả sử ở trên mạng đi, tôi nói là tôi có cái này hay lắm, tôi xin tặng mọi người cứ click vô đi, đăng ký tên bằng cái gì đó, tôi sẽ tặng một cuốn sách rất là hay, là mọi người cảm thấy hay quá, tưởng sách hay quá, bấm vô nhận cái quà tặng đó. Cái đó làm gì? Để xây dựng cái thương hiệu mình, để người ta biết đến mình, đúng không? Kinh doanh đó là thường thường ta phải xây dựng cái thương hiệu, người ta biết đến mình thì người ta mới quan tâm, rồi mới mới vấn đề mua hàng, chứ chứ bao giờ ta không có mua đâu, người ta chưa biết anh này là ai, đúng không? Người ta không có tin cậy. Cho nên là quà tặng nó cũng là cái cầu nối giúp cho mình phát triển cái thương hiệu cá nhân của mình, đúng không nào? Rồi, vấn đề ở chỗ bây giờ chúng ta trao quà cho ai đâu, chúng ta đâu có trao quà cho tất cả mọi người đâu, đúng không? Rồi ta trao quà những người con có nhu cầu, dĩ nhiên người nào cũng thích tặng quà cả, nhưng mà mới lúc nào cũng vậy, tự nhiên người xa lạ tặng quà nhau thì kỳ, nó hơi nó có gì đó, sai sai đó, đúng không? Cho nên ta phải chú ý nè, những người có nhu cầu thì ta mới trao quà. Quý anh chị có hiểu không nè? Bây giờ quý anh chị có định giới thiệu chia sẻ một cái giải pháp về về giảm giảm béo, nhưng mà cái người nào đó có nhu cầu đâu, mà cái chị gửi hình ảnh tài liệu hay gì đó cho người đó không có nhận, tại người này không phải là béo, mà người này cũng không phải là có vấn đề. Cái món quà mà nó nhằm giúp người ta giải quyết vấn đề nhưng mà người ta không có, cho nên là mình, cái người phải có nhu cầu. Cho nên như vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta phải hiểu rõ nhu cầu của đối tác khách hàng, ta sẽ trao quà. Cái này mình nói trong lĩnh vực kinh doanh, kể cả bạn bè như mình tặng quà, mình biết anh này anh thích cái đó mà mấy năm nay anh chưa có, đúng không? Anh chơi cầu lông, anh thích cái giờ cầu lông này quá, rồi cái mình nhân dịp sinh nhật anh tặng anh cây cầu lông, anh sẽ rất thích vì anh thích cây cầu cầu lông. Qua nói chuyện tự nhiên mình nhạy bén, mình có quan sát, mình biết anh này thích một cái vợt cầu lông, một cái vợt cầu lông ví dụ cái vợt rất là tốt, anh thích cái vợt cái hiệu đó, hay là anh thích đôi giày Adidas chẳng hạn, rồi tự nhiên mình không biết mình đi lại mua một cái đôi giày khác thì người ta không thích, đúng không? Rồi rồi
Bây giờ chúng ta thường trao quà cho ai ạ? Muốn trao quà cho ai thì chúng ta phải nghe tí cái câu này muốn nói là cái chân dung khách hàng á, tức là ai là người sẽ sử dụng món quà của mình, khách hàng đối tác của mình là ai. Bây giờ ví dụ mình kinh doanh một cái sản phẩm mà nó liên quan về về là làm đẹp da mặt, đúng không, thì mình biết ai là cần cái này chứ. Chứ tự nhiên là mình đi lại gửi cái thông tin cho tất cả mọi người, không phải tất cả mọi người là khách hàng của mình, là đối tác của mình đâu. Sẽ có một số người thôi, nó một cái tập con nhỏ xíu, đúng không? Đương nhiên là mình gửi sản phẩm đâu đâu gửi cho học sinh tiểu học, đúng không? Học sinh trung học phổ thông nó cũng có nhu cầu, đúng không? Rồi, vân vân. Nhưng tùy theo cái sản phẩm, cái dịch vụ mà mình có một cái tập khách hàng, cho nên mình phải xác định được cái chân dung khách hàng, tức là ai sẽ nhận quà của mình. Ta còn bởi vì cái bản chất bán hàng là trao quà mà, chúng ta sẽ bàn sâu cho nó sao. Rồi, xác định chân dung khách hàng là gì? Ví dụ bây giờ nếu nói và sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe đi, thì mình đặt câu hỏi là ai cần chăm sóc sức khỏe, thường thường ai có nhu cầu lớn nhất, đó là ca sĩ nè, những người muốn có cái body đẹp không hấp dẫn, đó là ca sĩ này, doanh nhân là người mẫu này, diễn viên nè, họ những người đó đó họ quan tâm ghê lắm, họ quan tâm sản phẩm nào làm đẹp cho họ nè, có sức khỏe nè, đương nhiên là họ không béo rồi, béo làm sao mà làm cái nghề đó được, đúng không? Thì đó là chân dung khách hàng. Tức là chân dung khách hàng có nghĩa là mình vẽ ra, xác định được ai là khách hàng, ai là đối tác cần cái món quà mình sẽ trao tặng. Cái đó rất quan trọng. Rồi, những người mà muốn có sức khỏe giờ béo phì đó, những người đó là những người sẽ cần. Vì sản phẩm của chúng ta là giúp người ta sức khỏe chủ động, giảm béo, giảm cân, thì mình phải đi tìm những người này. Chứ chẳng lẽ em đi gặp những cái thanh niên đang trẻ trung, những người đó không phải, ít, có thể là sản phẩm khác. Nhưng mà những người này là những người có nỗi đau nhiều nhất. Rồi, những người muốn có, ngoài ra đó, ngoài ra cái chúng ta đang kinh doanh đúng không, cái lĩnh vực MLM, lát tôi sẽ nói rõ cái này, đúng không? Đó là một cái, đó là khi người ta tham gia, đó là một cái cơ hội để người ta có một cái sự nghiệp, chứ không phải một cái job, là mission. Như vậy thì những người nào mà muốn có cái thu nhập mà tự do về thời gian, tại có rất nhiều người họ đang kiếm tiền nhiều lắm á, họ làm giám đốc họ gì đó, nhưng mà thời gian họ không có chăm sóc gia đình, cho nên họ làm một thời gian họ cũng chán, họ làm công ty nước ngoài rất nhiều tiền mà họ nghỉ. Có nhiều người nói thôi mày điên quá vậy, mày làm công ty nước ngoài mấy chục ngàn đô tự nhiên mày nghỉ, họ đâu có biết nỗi khổ của người này đâu. Người đi làm tin nước ngoài thật mà tối ngày đi nước này nước nọ, bỏ là vợ con ở nhà họ, nói chung là không được chăm sóc đó. Họ cảm thấy cái mối đe dọa về cái gia đình đó, thì họ thấy thôi họ chẳng thà họ hy sinh cái sự nghiệp kia, họ tìm một cái công việc khác mà có thu nhập tự do thời gian, thì cái đó cũng là khách hàng của mình, đúng không? Đó là những người kiếm một cái sự nghiệp khác nhưng mà có thời gian, công việc của mình là được tự do thời gian. Bởi vì không phải là 8 giờ sáng đến công ty rồi mấy giờ 5 giờ chiều, không có, không cần. Những người muốn có thời gian chăm sóc gia đình cũng là đối tượng khách hàng của mình. Những người có nhu cầu tìm cơ hội cải thiện cái thu nhập, họ đang có công việc rồi nhưng mà thu nhập họ thấp quá, họ kiếm công việc khác thứ hai, thì cũng đó cũng là cái đối tượng, đối tượng tức là cái khách hàng mà mình phải quan tâm đó. Chứ không phải mình quan tâm tất cả mọi người đâu, không phải ai cũng là khách hàng của mình đâu. Rồi, bây giờ mình trao cho khách hàng món quà là gì, đúng không? Chúng ta không có bán, chúng ta không có bán sản phẩm, đừng có bán sản phẩm, đừng có bán sản phẩm. Bán sản phẩm người ta đã mở siêu thị rồi, đúng không? Cái cách của người ta làm nó hay hơn, thương mại điện tử nhanh hơn, nhưng không, cái mô hình doanh nghiệp mà chúng ta đang tham gia đó là mô hình MLM. Mô hình này lát tôi sẽ nói rõ, đúng không? Rồi, cho nên là chúng ta trao quà là trao quà một cái giải pháp, đúng không? Để người ta có sức khỏe tốt hơn. Nhiều khi người ta lối sống không có tốt, mình chia sẻ người ta cái đó, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta cần trao quà gì? Mà bây giờ muốn nói cần trao quà gì đó, thì chúng ta nên bắt đầu đặt lại vấn đề của chúng ta. Chúng ta đang xây dựng một doanh nghiệp, đúng không? Khi chúng ta là thành viên của Happyline, đây là một doanh nghiệp hoạt động theo mô hình networking, viết tắt là MLM, tức là Multi Level Marketing. Đây là mô hình kinh doanh của thế kỷ 21. Thế kỷ 21 đó, ở Việt Nam mình đó, thì chỉ có một tác giả viết về
viết về kinh doanh MLM mà là hay nhất, à đó là Trần Trung Kiên, có ba cuốn mà tôi không kịp lấy ra, hôm nay nó lấy thì giới thiệu cho quý chị luôn. Đây là một bạn thanh niên hiện nay rất là thành đạt, hiện nay là CEO của một cái công ty mà hướng dẫn để viết sách đó. À, thì anh này có ba cái cuốn sách nói về MLM hay nhất ở Việt Nam, tôi đã từng đọc đó rồi, và trao quà cũng là một cách để xây dựng cái doanh nghiệp của mình theo cái mô hình này. À, bây giờ chúng ta đi sâu một chút xíu, tại sao nói đây là mô hình kinh doanh của thế kỷ 21? Chúng ta biết tổng thống Donald Trump phải không? Donald Trump là cũng là một người rất là thích cái mô hình kinh doanh MLM. Thì Oprah Winfrey á là một cái MC rất là nổi tiếng thế giới, đã từng phỏng vấn trong cái buổi bởi vì Donald Trump á trước khi là tổng thống á đã từng làm MC một cái chương trình là người học Việt. Thì có một người hỏi nếu ông phá sản thêm một lần nữa thì ông sẽ làm gì? Lúc đó ông Trump á, Donald Trump á chưa là tổng thống cái này 20 năm rồi. Tôi sẽ làm kinh doanh ML networking. Ồ, tất cả khán giả phản đối. No 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 no. Người ta tức là cũng một số đông người ta cũng ở bên Mỹ không phải ai cũng làm networking đâu, đúng không? Rồi Donald Trump mới nói đây là lý do các bạn ngồi dưới kia còn tôi ngồi trên này. Chúng ta thấy cái tầm đúng không? Cái tầm của một tỷ phú là như vậy. Họ nói câu nào là đau câu đó, người ngồi dưới là coi như rất là đau. Vì anh nói như vậy cho nên anh vẫn còn nghèo, anh ngồi dưới đó, đúng không? Vì mô hình kinh doanh MLM là một cái công cụ tuyệt vời giúp cho người ta có một sự nghiệp, có một cái nguồn tài chính là thu nhập thụ động để tự do tài chính. Nhưng mà người ta không hiểu, không phải ở Việt Nam phản đối kinh doanh MLM đâu nha, người ta hay gọi là lắc á, không phải đâu, ở bên Mỹ mấy mươi năm trước cũng vậy. Rồi và cái mô hình này là mô hình thế kỷ 21. Lát nữa tôi xin chia sẻ thêm vì quý anh chị đã có lẽ đã biết cái này cũng nhiều rồi thì tôi sẽ lướt qua cái này thôi. Quý anh chị có thể đọc cái cuốn của Kiyosaki á, Kiyosaki và Donald Trump hai người kết hợp viết một cái cuốn Why we want to be rich, tức là tại sao chúng tôi muốn các bạn giàu. Hai người một tỷ phú, 1 triệu phú đô la kết hợp lại viết cuốn sách đó rất hay. Kiyosaki cũng có một cái cuốn rất là hay là Cha giàu cha nghèo, đó là cuốn thứ 1 và cuốn 11. Cuốn thứ nhất và cuốn 11 và nói rất kỹ vấn đề tài chính và vấn đề kinh doanh theo mạng. Rồi, đây gọi là kinh doanh theo mạng á. Dùng từ là chính xác kinh doanh theo mạng hay là kinh doanh theo mạng lưới. Còn kinh doanh đa cấp là cái từ người ta nói mà bên ngoài. Rồi. Bây giờ chúng ta đề cập đến một cái vấn đề nó đi vào bản chất chút xíu. Chúng ta đã kinh doanh mà. Chúng ta tham gia với lại chúng ta xây dựng một sự nghiệp kinh doanh. Bởi vì muốn giàu có thì phải kinh doanh, mà muốn cực kỳ giàu có thì phải cực kỳ giàu có thì phải là có kiến thức quản trị tài chính. Thời đại bây giờ vậy ta nói rất rõ. Muốn giàu thì hãy kinh doanh, nhưng mà muốn cực kỳ giàu á thì phải có kiến thức tài chính đầu tư, invest. Lát nữa tôi sẽ nói về kim tứ đồ chút xíu. Kinh doanh là gì? Kinh doanh không phải là bán một sản phẩm. Ta hay tưởng là kinh doanh là bán sản phẩm. Kinh doanh là giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề của họ, cái nỗi đau của họ, cái băn khoăn của họ, cái lo sợ của họ, cái mong muốn của họ thông qua một cái giải pháp, và cái giải pháp đó chính là một món quà. Chúng ta có món quà, chúng ta gặp người bạn, chúng ta bàn đối tôi thấy người bạn này có cái nếp sống không phải là béo phì, nhưng mà bạn này có một cái lối sống nó không có khoa học. Bạn rất là thức khuya, bạn xem phim sáng bạn dậy 9-10 giờ và bạn làm tùy ý tùy hứng, đúng không? Và ăn uống thì thất thường và đi nhậu bia rất nhiều. Chúng ta thấy người bạn mình, ta thương người bạn mình, ta thấy đây là người bạn thân, nhưng mà nếu mà để như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe và rất là đe dọa sức khỏe đến gia đình của anh ta, mà mình với gia đình anh ta rất là thân nhau, đúng không? Xuất phát từ tình yêu thương đó, chúng ta mới chia sẻ cho anh ta về cái giải pháp để giúp anh ta thay đổi cái lối sống, đúng không? Chúng ta đâu có mua bán gì đâu, chúng ta không hề có bán gì, đúng không? Ta chia sẻ nó nên này nên nọ, nhưng mà thực ra đó là kiến thức của chúng ta đó. Kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, ta biết đó, ta mới nói được cái điều đó. Ta không thể đi bán gì cả. Nhưng mà sau khi người bạn mình sẽ hiểu xong rồi, người bạn tập cái dục rồi, rồi bạn hỏi bây giờ tôi đã bị tiểu đường hay bị cái gì đó, vì sao? Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu giới thiệu các bạn, không phải giới thiệu sản phẩm để mua, mà giới thiệu các bạn tham gia vào, các bạn tự mua. Đấy, đây là bản chất của mô hình MLM. Chúng ta nhớ nha, chúng ta không có bán sản phẩm,
bán cái mắm cũng được, nhưng cái đó không hay, đúng không? Để chúng ta nói tiếp. Bởi vì đặc điểm kinh doanh theo mình MLM á, là phải bán sản phẩm, mà thu nhập của bạn á là không phải chi đến từ bán sản phẩm mà chỉ từ hội hệ thống đội ngũ nó mang lại. Hệ thống mình càng nhiều chừng nào, đúng không, thì thu nhập mình càng cao chừng đó. Đó, đặc điểm của MLM là vậy đó. Kế tiếp, cái cách thức xây dựng doanh nghiệp mình MLM là gì? Chúng ta biết đây là Ziegler, cực kỳ nổi tiếng. Đây cũng là một cái chuyên gia về bán hàng thuộc loại top của Mỹ, như Brand Tracy á, gần đây có Tony Robbins, đúng không? Rồi thì Ziegler, Brand Tracy là cực kỳ nổi tiếng, với Jim Rohn. Jim Rohn là thầy của mấy ông này luôn rồi, đúng không? Thì có một câu nói cực kỳ hay, đúng không? Câu nói như thế này: bạn không phải xây dựng doanh nghiệp đâu. Nãy mày nói giờ mày ra xây dựng doanh nghiệp phải không? Không, bạn không xây dựng nghiệp mà bạn xây dựng đội ngũ. Đội ngũ của bạn nó tạo nên doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn, anh chị nào còn làm MLM, anh chị phải nhớ câu này nha. Chúng ta không có xây dựng doanh nghiệp, chúng ta xây dựng đội ngũ. Hệ thống đội ngũ của mình vững chắc, phát triển liên tục, thì cái đội ngũ đó nó tạo nên cái doanh nghiệp của mình. Và doanh nghiệp mới là gì? Nó tạo ra doanh thu, đúng không? Có nhiều người, nhiều người sử dụng cái đó, đúng không? Như vậy chúng ta có thu nhập. Cái tư duy đó rất là hay. Chính vì vậy người ta mới nói là MLM là mô hình kinh doanh của thế kỷ 21. Bởi vì mô hình này người ta có thể khởi nghiệp không đồng. Ngày hôm qua tôi có nói, chúng ta khởi nghiệp, cái túi chúng ta thể để rỗng, nhưng mà cái đầu cũng được rỗng. Bởi vì theo mô hình này, chúng ta có thể tham gia với cái túi nó rỗng, nhưng mà nếu chúng ta làm cái đầu ta đầy á, có nhiều kiến thức á, thì dần dần cái túi chúng ta sẽ đầy. Cho nên tham gia mô hình kinh MLM là phải là những người có tinh thần học hỏi thì mới thành công. Nếu không học hỏi, không hoàn thiện bản thân, không làm mới bản thân mình thường xuyên, không thay đổi tư duy, không đổi mới, mà cứ làm như thói quen bình thường, thì doanh nghiệp mình sẽ không phát triển. Nghĩa là hệ thống mình không phát triển, mà hệ thống mình không phát triển là doanh nghiệp mình không phát triển. Rồi, bản chất bán hàng là gì? Bán hàng là trao quà, đúng không? Đúng rồi. Mình thấy một người bạn mình có lối sống không có hay, bởi tình yêu thương, mình muốn trao cho bạn mình một cái giải pháp giúp bạn mình có sức khỏe, thì đó là món quà. Đó là món quà rồi. Cho nên là, mà thực đó là bán hàng đấy, nhưng mà chúng ta không có bán cái gì, mà ta trao quà, ta trao cái giá trị, ta trao cái giải pháp để giúp cho khách hàng, bạn bè, đối tác giải quyết vấn đề nhu cầu của họ. Đối tác, vấn đề của họ, vấn đề của họ là gì? Vấn đề của họ là muốn tìm một công việc có thu nhập ổn định nhiều, nhưng mà phải tự do thời gian kia. Đó, có thời gian chăm sóc gia đình kia, đó là vấn đề của họ. Nhưng mà mình lại có giải pháp đó, như mình trao quà, tức là trao giá trị, chia sẻ. Đối tác của mình là có cái vấn đề béo phì, mà họ đang làm một cái nghề liên quan đến quần chúng, cho nên cái hình thức body như vậy họ thiếu tự tin, họ thiếu tự tin, họ muốn giảm béo mà không biết giảm béo như thế nào. Trên mạng nó quá nhiều thứ, đúng không? Họ không có tin, và chúng ta mang đến cho họ, đúng không, một cái giải pháp, đúng không, một cái giải pháp nó giúp họ giải quyết vấn đề đó, từ béo phì sau 6 tháng 5 tự giảm. Như vậy là chúng ta đã bán hàng rồi đó. Cho nên bán hàng là trao quà, đúng không nào? Lý do đó. Rồi, cái quà mà chúng ta trao cho khách hàng á, đúng không? Bán hàng là gì? Bán hàng là trao quà, mà cái quà đó chúng ta trao khách hàng phải là trao kỳ vọng. Chúng ta nói xong rồi, khách hàng nghe khoái quá, thích quá. Khách hàng đang có vấn đề lo lắng về sức khỏe mình, sau khi mình chia sẻ xong, khách hàng cảm thấy trời ơi, đây là một cơ hội quá hay, cảm ơn bạn đã chia sẻ tôi. Thì cái đó là chúng ta đã không phải trao cho bạn mình, đối tác của mình một sản phẩm, mà các bạn đang trao cho các đối tác mình một cái cảm xúc thấy rằng mình sẽ thay đổi cuộc sống, tức là một cái kỳ vọng, một cái hy vọng. Nếu anh chị nào mà làm được điều đó sẽ thành công trong vấn đề xây dựng hệ thống kinh doanh. Chứ bây giờ mình nói sản phẩm tôi tốt quá, tốt quá, tốt quá, tốt quá, không. Khách hàng không quan tâm sản phẩm, mà khách hàng quan tâm cái giải pháp của anh giúp tôi thay đổi cuộc sống của tôi tốt hơn. Tôi đang lo lắng, tôi muốn giảm cân, anh nói tôi giúp giảm cân tôi làm được.
Tôi đang lo lắng, tôi muốn tìm một cái công việc tốt hơn, có thời gian chăm gia đình. Anh mang đến cơ hội đó, tôi cảm ơn anh vì anh đã giúp tôi nó thay đổi. Tôi có kỳ vọng, tôi có hy vọng mới, niềm hy vọng mới để thay đổi cái đó đó. Cho nên là mình làm sao khi mình đi chia sẻ, mình làm sao mình truyền được cảm hứng, mình làm sao người ta cảm thấy rằng với cái cơ hội này cuộc sống họ hoàn toàn thay đổi thì chúng ta sẽ thành công. Nên tóm lại là trao quà là trao niềm tin, hy vọng, đúng không? Trao một cái thấy một cái cơ hội mới là thay đổi cuộc đời, có thể cuộc đời về thể chất. Bây giờ ta thấy phải thay đổi cái lối sống thôi. Cảm ơn bạn đã cho tôi chỉ tôi một lối sống quá hay. Mà mấy lâu nay tôi cứ mãi mê tôi đi nhậu, tôi uống bia. Bây giờ bạn nói xong tôi mới bừng tỉnh. Tôi thấy nguy cơ gia đình tôi đổ vỡ, bởi vì tôi sẽ mất tiền, tôi sẽ tốn tiền vân vân, đủ tôi sẽ bệnh hoạn vân vân. Cảm ơn bạn. Cái đó là chúng ta trao cho người ta một cái niềm tin mới. Này, bán hàng là như vậy đó. À. Rồi, món quà ta trao cho cái thằng gì nữa? Là ta trao cho đối tác chúng ta có hai loại người. Một loại người là liên quan đến sức khỏe. Rồi một nhóm người liên quan đến tài chính. Tài chính là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm và đều rất cần trong cuộc sống. Nằm xuống rồi vẫn cần tiền mà, đúng không? Và rất nhiều người đang có băn khoăn lo lắng trong đầu, đang có mối băn khoăn thường ngày, bởi vì họ đang làm một công việc, đúng không? Làm công việc họ có khi họ chán nản, hoặc là công việc thu nhập nó thấp mà thời gian nó gò bó, sáng mấy giờ đi vân vân. À, thí dụ nghề giáo viên cũng vậy, về giáo viên mà không yêu nghề á khó trụ lắm. Nhưng mà cũng có nhiều người á không thích nghề giáo viên nhưng mà không dám bỏ cái nghề đó, hoặc là kiếm một cái việc khác hay là làm thêm giờ, họ không dám, đúng không? Cho nên là cái món quà ta trao đổi cái thằng á là ví dụ giúp cho cái thằng sử dụng thời gian, đúng không, tốt hơn nhưng mà vẫn có thu nhập tốt hơn. Rồi giúp cho cái thằng một cái cơ hội để mà xây dựng một sự nghiệp. Nó gọi là một mission, chứ không phải job, không phải kiếm một công việc mới. Không phải, công việc này tầm thường rồi. Nếu mà công việc này vẫn là kiếm sống bằng lao động bình thường thì nó giống như cái công việc cũ. Nhưng không, công việc này có thu nhập cực kỳ đặc biệt, nhưng lại tự do về thời gian, đúng không? Thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Thì cái đó là cũng là một cái món quà. Thì chúng ta phải chia sẻ như thế nào mà người ta sẽ thấy được đây là cơ hội. Chứ người ta không thấy cơ hội là do mình không đủ kiến thức hiểu về công ty, mình không hiểu về cái mô hình hoạt động này, thì mình không đủ năng lực truyền cảm hứng cho một đối tác về một cái cơ hội, một cái giải pháp thay đổi cuộc đời, thì họ thấy bình thường thôi. Hoặc là họ phản đối mình đi cũng không sao. Họ phản đối mình lần nhất, lần hai, ba, rồi một lúc nào đó mình nói rất là đơn giản thôi. Mình chỉ đặt câu hỏi thôi, họ về họ ngủ không được, đúng không? Tôi đã từng làm như vậy rồi. Người này phản đối mình đó, không có, mình vui vẻ thôi. Hôm mình đặt một câu hỏi thôi, mấy ngày sau, anh không ngủ được. Bởi vì cái câu hỏi đó đánh đúng cái nỗi đau bên trong của anh ta, đúng không? Thí dụ câu hỏi thôi. Bạn mong ước gì? Hôm qua tôi đã nói về mục tiêu, đúng không? Mày mong ước gì? Đúng không? Mày muốn có số tiền lớn gì vậy không? Mua nhà. Với công việc hiện tại nè, mình định bao lâu mình sẽ có căn nhà? Mình hỏi vậy đó. Lương 4-5 triệu, bao lâu mua một căn nhà 1 tỷ? Rất là xa. Rồi bệnh hoạn thì sao? Rồi mất việc thì sao? Rồi, có nghĩa là mình chia sẻ họ những vấn đề mà nó mình đánh đúng cái nỗi đau của họ. Tại vì họ ngủ không được, họ sẽ gặp mình. Rồi một ngày nào đó họ sẽ thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ. Bắt đầu họ phản đối mình, đúng không? Bình thường. Phản đối là bình thường mà. Ngày hôm qua tôi có nói rồi, mỗi người góc nhìn khác nhau, không ai đúng hay sai cả. Bởi vì họ nhìn góc đó thì họ cũng đúng, mình nhìn góc này mình đúng. Nhưng mà họ sẽ thay đổi. Rồi, cái công việc của mình á, chúng ta đó, đang kinh doanh á, đúng không? Là chúng ta đang trao đổi cho đối tác một cái giải pháp thay đổi cuộc sống. Chúng ta, anh chị có biết cái mô hình không? Đây là kim tứ đồ của Kiyosaki, đúng không? Cái kim tứ đồ này nó chia làm 4 phần, 4 ô. Tôi đang nói về bên trái. Cái phần bên trái kim tứ đồ này, đúng không? Cái phần bên trái kim tứ đồ này là nói đến một cái nhóm người employee, self-employed, tức là những người á như là giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, nhân viên văn phòng, tất cả những người, hay là một chủ doanh nghiệp nhỏ thôi, mở quán cà phê, mở tập quán, đúng không? Cách đây là 30 năm tôi có mở quán tập quán nhưng không ngủ được.
5 phút có người đến mua gói thuốc lá, 5 phút mua ra thì coi như tối ngày xanh đêm ngủ không có được, đúng không? Bắt không có được, ngủ không được, đúng không? Đặc điểm của người này là gì? Sử dụng thời gian và sức lực của cá nhân mình để kiếm tiền. À, nó đặc điểm vậy đó. Không biết họ làm nghề gì á. Giờ ta coi thử nhà bác sĩ nha. Có người đó bác sĩ giàu, trong đó phải suy nghĩ lại. Bác sĩ mà giàu là bác sĩ gia đình giàu, có tiền bảo phòng bà tư mới bác sĩ giàu. Chứ còn bác sĩ bình thường á, được phân công về miền núi á, hay một quỹ nào đó rồi làm mà bác sĩ một cái trạm y tế đó, cũng vậy thôi, cũng như giáo viên à. Cũng là dành thời gian thôi để kiếm tiền. Nhưng mà thời gian đặc điểm thì sao? Thời gian thì limit, là giới hạn. Thời gian có 24 giờ. Ngủ này kia nọ, ngày hôm qua tôi có nói rồi á, thời gian á loại hết rồi, chỉ còn cái chút xíu thôi. Mà thời gian giới hạn thì thu nhập sẽ giới hạn. Chứ sao giờ 8 tiếng mình kiếm được 10 triệu, muốn kiếm 20 triệu phải làm 16 tiếng. Nhưng mà làm 16 tiếng 3 tháng sau vô bệnh viện luôn, đúng không? Chúng ta nếu mà dùng thời gian để kiếm tiền thì thu nhập sẽ chắc chắn sẽ không cao, trường hợp đặc biệt thôi. Ví dụ CEO tập đoàn của nước ngoài lương 5-10-20 ngàn đô khác, nhưng bản thân họ cũng có vấn đề. Họ kiếm 12 ngàn đô nhưng mà họ dùng thời gian, nhưng mà nếu họ bệnh họ mất luôn 20 ngàn đô. Họ bệnh một năm cái lên đường, đúng không nào? Cho nên cái kim tứ đồ này của KUG nói rất là hay. Họ chia tất cả trong xã hội mà con người ta chia làm hai nhóm, nhóm bên trái và nhóm bên phải. Nhóm bên trái là nhóm những người nghèo, thấy không? Chiếm như vậy là đa số trong xã hội, làm công. Một kỹ sư cũng vậy. Một kỹ sư dù có giỏi cách mấy đi nữa thì anh ta cũng lấy thời gian lý kiếm mà tìm. Trừ trường hợp đặc biệt trong thời đại mới, kỹ sư mà lập trình ra app, bán app thì nó khác. Đó là nó đặc biệt. Cái số này không có nhiều, 1 phần triệu. Rồi cái này là mình phải hiểu, mình chia sẻ cho đối tác của mình, những người mà đang không phải đang u mê, đó là những người họ đang làm một cái công việc bình thường để kiếm sống, nhưng mà họ không biết có một cái giải pháp nào giúp cho họ có nhiều tiền hơn mà có thời gian. Mà nếu mà rủi mà mất việc á thì họ vẫn có tiền không? Họ không biết thì mình phải nói, đúng không? Nhiệm vụ mình là trao quà mà, đúng không? Rồi, để nói về cái câu chuyện này thì tôi kể cái câu chuyện của Edison là một nhà phát minh, đúng không? Sáng chế, nhưng ông này cũng bán rau á, bán rau bán báo. Một ngày nọ ông bán báo thì cái tờ báo cho ông đi bán. Ông bán như vậy là 20-30 tờ một ngày, đúng không? Như vậy một tờ ông được 3 xu, ông được 60 xu, đúng không? Như vậy là ông làm 8 giờ một ngày thì ông được 60 xu. Thu nhập cá nhân của ổng từ 60 xu đến 90 xu. Nhưng một hôm ổng thấy cực quá, ổng mới mời 20 người bạn cộng tác bán báo. Và mỗi người bán ổng chia 5 năm, tức là 30 xu, ổng lấy 15 xu thôi, còn 15 xu cho người kia. Như vậy thì với 20 người thì bán 400 tờ báo, thì một ngày bán 1.200 xu. Nhưng mà chia đôi lại thì ổng còn 60 đô, nhiều tiền hơn, đúng không? Nhiều tiền không, tự đi bán. Đây là cái mô hình MLM đó. Có nghĩa là mô hình này ông đã chuyển từ thu nhập dùng thời gian của cá nhân chuyển sang dùng thời gian của nhiều người. Chúng ta thấy khác không? Bên trái là dùng thời gian của cá nhân kiếm tiền, rồi bên phải của kim tứ đồ là dùng thời gian của nhiều người để kiếm tiền. Đó là mô hình này, đúng không? Paul Getty có một câu rất là hay: tôi thà dùng năng lực của 1% của 100 người, nhớ nha, 100 người mà mỗi người bán 1 đô thôi, nó vẫn nhiều tiền hơn người bán 100 đô. Tại sao? Người này bán 100 đô một ngày, nhưng mà trong 30 ngày tự nhiên có tuần lễ anh bệnh, một tuần lễ là mất 700 đô. Nhưng mà nếu chúng ta có 100 người thì không bao giờ 100 người bệnh một lượt. Không bao giờ. Đúng không? Thì 100 người này kiếm số tiền nhiều hơn của một người. Đây là cái bí quyết cực kỳ hay. Cho nên mới nói MLM tại sao là mô hình kinh doanh của thế giới mốt. Và đây là kim tứ đồ bên tay phải của Kiyosaki, đúng không? Trong kim bên tay phải này, chúng ta chỉ đề cập cái góc tư phía trên thôi, còn góc tư dưới là invest, là chúng ta sẽ có một cơ hội khác sẽ nói. Cái góc này là gì? Cái góc này á là của những người kiếm tiền bằng cách là sử dụng thời gian của người khác. Đó là gì? Đó là đại lý về bảo hiểm, đó là tư vấn bất động sản, đó là MLM, là kinh doanh mạng lưới mà chúng ta đang tham gia của Farmline, đúng không nè?
chúng ta sử dụng thời gian có nhiều người. Một người mình bán không có nhiều á, nhưng mà nhiều người thì bán nhiều hơn. Mỗi người bán ít nhưng mà nhiều người. Giả sử hệ thống mình có 1.000 người thì sao? À, có 1.000 người nhiều nhiều lắm à. Còn một người không thể bán bằng 1.000 người được, chắc chắn. Và cái nguồn thu nhập của cái ô này nè, đặc biệt nó gọi là passive income, gọi là thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là thu nhập mình không cần làm gì cả. Khi mà xây dựng hệ thống 1.000 người rồi thì mình bệnh mình vẫn có tiền. 1.000 người dưới đâu có phải 1.000 người bệnh một lượt đâu, không có đâu, nhưng mà tiền vẫn có. Bởi vì 10 người bệnh thì vẫn còn 990 người vẫn hoạt động, vẫn tiêu thụ sản phẩm, vẫn gì doanh số. Cho nên mình ngủ vẫn có tiền, không làm gì cả vẫn có, thì gọi là passive income, là thu nhập thụ động. Trên mô hình này gọi là mô hình của thế kỷ 21 và Donald Trump á, khi nói ra người ta phản đối á, nhưng mà ông cứ nói vậy thôi. Ông nói câu rất là hay: bạn phản đối cho nên bạn ngồi dưới đó, mà ngồi dưới đó tức là bạn là người nghèo. Còn tôi ở trên này, lúc đó ông tỷ phú rồi mà. À, chúng ta sẽ thấy là tầm cỡ tư duy của một cái tỷ phú, một người thành công, nó khác người bình thường ở chỗ đó. Rồi bây giờ tôi vừa trình bày xong cái mô hình MLM. Quý anh chị có hiểu về cái kim tư đồ và cái mô hình này không? Nếu biết thì anh chị comment vào ô chat số 6 ạ. Rồi, số 6. Rồi, rất cảm ơn. Rất cảm ơn quý anh chị đã comment. Rồi, rất là nhiều người đã hiểu mô hình này rồi. Tôi sẽ bước qua cái khác. Bây giờ chúng ta đã biết rồi nha. Chúng ta đã biết đặc điểm của doanh nghiệp của mình rồi. Doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp không phải bán sản phẩm. Lặp lại lần nữa. Doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp không bán sản phẩm. Mà doanh nghiệp chúng ta là xây dựng hệ thống người thuộc về ô thứ tư của kim tứ đồ của Kiyosaki. Tức là kiếm thu nhập bằng cách là sử dụng thời gian của nhiều người. Đúng không? Hay nói khác là xây dựng hệ thống kinh doanh lan tỏa. Thì mô hình này nó có nhiều cái cụ thể lắm. Ví dụ mặt trời hay là nhị phân vân vân. Cái đó ta không có bàn ở đây. Nhưng mà tôi nói cái mô hình nó rất là hay. Rồi. Bây giờ chúng ta qua cái giải pháp trao quà trong thời đại 4.0. Đúng không? Rồi chúng ta sẽ đi sâu một chút xíu. Rồi. Như hồi nãy chúng ta nói đó, chúng ta nói rồi, chúng ta nói là trong đặc điểm trong thời đại 4.0 á, là chúng ta cái hành vi sống và thói quen của khách hàng nó thay đổi rồi. Dạy học, học tập, mua hàng, bán hàng, giao tiếp, thương lượng vân vân. Hầu hết mọi người có 1-2 cái điện thoại. Người ta thống kê rồi, ở Việt Nam mình có thế gần như 60 triệu cái điện thoại á. Như vậy thì cái này chúng ta không có muốn, đúng không? Nhưng mà xã hội đã thay đổi rồi, bây giờ chuyển sang online rồi, đúng không? Đúng không? Vậy thì chúng ta nó có suy nghĩ gì không? Đúng không? Chúng ta có suy nghĩ về cái mô hình mình không? Cái thu nhập kinh doanh từ mô hình kinh MLM mình chúng ta đã nói rồi, đúng không? Thu nhập thụ động từ hệ thống đội ngũ kinh doanh. Như vậy là chủ nhiệm vụ chủ yếu của team leader, tức là người mình là mình team leader mà. Mỗi người là một lãnh đạo của một đội nhóm của mình. Từ mình trở xuống là mình lãnh đạo rồi. Có thể là vài người, vài chục người, vài trăm người, vài ngàn người. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là tuyển dụng và đào tạo. Nó khác nha. Nó khác một cái người mà kinh doanh ở một công ty. Ở công ty họ không làm đó. Bán hàng là bán hàng, đào tạo là khác làm. Nhưng mà nhiệm vụ ở đây chúng ta không bán hàng. Đúng không ạ? Nhiệm vụ chủ yếu mình là tuyển dụng và đào tạo. Nên những người mà tham gia này đặc điểm như sau: phải là những người có đầu óc là thích học hỏi, luôn luôn làm mới mình, renew, làm mới tư duy, làm mới tất cả. Bởi vì nếu mình không làm mới, mình không có mới, hệ thống ở dưới mình nó mới, đúng không? Thì nó không có nể mình. Và nhiều người phía sau nữa, đúng không? Họ không được đào tạo, vì mình không làm mới thì mình đâu có đào tạo được đâu. Mà không đào tạo mà training thì hệ thống mình nó không phát triển được. Mà hệ thống phát triển là kinh doanh mình sẽ không phát triển. Mà kinh doanh mình không phát triển thì thu nhập mình đi theo. Cho nên người ta nói là tầm nhìn của bạn tỷ lệ thuận với tài sản của bạn.
Tầm nhìn của bạn càng lớn càng xa, tài sản bạn càng lớn. Hệ thống của mình là tài sản của mình, nhưng mà cái tầm nhìn mình kém quá, hệ thống mình không phát triển thì thu nhập mình đi theo thôi. Tầm nhìn thấp thì thu nhập thấp. Rồi, rồi, có phải anh chị muốn kinh doanh em là mình xây dựng đội ngũ không? Mình cần tiếp cận số người lớn để tư vấn không? Đúng không? Rồi mình muốn dễ dàng tiếp cận tư vấn không? Rồi mình muốn dễ dàng đào tạo không? Bây giờ ta nói coi trong bối cảnh bây giờ, không nói về Covid nha, Covid còn khó nữa nha. Covid giờ đi gặp còn khó rồi đó. Trong 2 năm nay ngành bảo hiểm nhân thọ và chính thống á, là hiện có cả ngàn người ra rời khỏi rồi. Tôi từng làm bảo hiểm tôi biết mà. Người trưởng phòng kinh doanh cấp cao rời khỏi hết, mấy ngàn người nghỉ hết, tại vì suốt năm trời đâu gặp khách hàng đâu, đâu có cho gặp khách hàng đâu, mà không gặp khách hàng thì không tư vấn được, không tư vấn được thì không có ký hợp đồng, đúng không nè? Mà trong lúc đó thì online đồ sộ lên, học trên mạng, đúng không? Mà chúng ta lại làm theo kiểu cũ thì cái đó là tại chúng ta thôi, không phải cả. Rồi xã hội thay đổi rồi, đúng không? Rồi cách làm chủ là gì? Gặp gỡ one to one, đúng không? One to one trực tiếp, đúng không? Với hoàn cảnh này bạn sẽ nghĩ rằng mỗi ngày bạn gặp bao nhiêu người? Gặp bao nhiêu người ngày? Khó lắm, đúng không? Kể cả thời gian tới 2022 này chưa biết được đâu nhé. Chúng ta không nói Covid nó hết hay không hết, mà ta thấy khó, rất là khó đấy. Rồi cách làm cũ nó có rào cản như thế này nè, rất là khó khăn khi hẹn gặp, đúng không? Tại vì mình muốn tư vấn người ta phải gặp chứ, mình phải gặp người ta, mình thấy rồi mình chia sẻ, đúng không? Cái cách làm cũ nha, mình chỉ có thể hẹn đối tác trong vòng 20 km trở lại thôi. Ở đây tự nhiên tư vấn người Hà Nội sao được, ở thành phố mình sao tư vấn người Cà Mau, nó có được mà tư vấn người trong vòng gần thôi, đúng không? Như vậy là hạn chế rồi, đúng không? Rồi cái khả năng tiếp cận số lượng người á để tư vấn là hạn chế rồi. Rồi khả năng xây dựng hệ thống kinh doanh xe hay khó, hạn chế luôn. Đào tạo cũng khó nữa, giờ đâu có. Bây giờ ba mấy cái khách sạn mà tổ chức đào tạo và offline chết trơn hết, trả bằng hết, ta chuyển sang đào tạo online hết rồi. À, trong năm qua tôi tham gia trên 150 cái Zoom. Một ngày là 3 Zoom. À, 300 cái Zoom rồi. Đào tạo tham gia rất nhiều. Đào tạo online không à. Hồi xưa offline chuyển sang online hết. Rồi. Bây giờ chiến lược thành công trong cái nghề xây dựng hệ thống kinh doanh. Tại có nhiệm vụ mà là xây dựng hệ thống kinh doanh, đúng không? Khẳng định rõ ràng. Nhiệm vụ của mình là xây dựng hệ thống kinh doanh. Mà xây dựng hệ thống kinh doanh là tuyển dụng, là gặp gỡ, chia sẻ, tư vấn, tuyển dụng, chia sẻ cơ hội cho người ta thay đổi cuộc đời, thay đổi lối sống. Bây giờ chiến lược thành công xây dựng thông nhân trong thời đại công nghiệp 4.0 là gì? À, đây là một cái, cũng là cái bí mật. À, người ta, những người thành công ít khi nói lắm. Những tỷ phú họ áp dụng lâu rồi, mười mấy năm rồi. À, nhưng mà gần đây thì người ta bắt đầu đào tạo rõ. Thứ nhất là chúng ta phải kết bạn, đúng không? À, kết bạn. Rồi sau đó chúng ta ban cho, là trao quà đó, ban cho, rồi chúng ta mới là bàn, đúng không? Đặt bàn, rồi chúng ta mới là bán. Bán ở đây là gì? Bán ở đây là đưa cho người ta một cái giải pháp. Còn bàn là nói vòng quanh thôi, nói cái hiện trạng của anh thôi. Hiện nay anh đi làm vậy vậy đó, đúng không? Bao lâu, đúng không? Bao lâu anh sẽ kiếm được căn nhà, nên đi làm giáo viên, lương một tháng 10 triệu đi. Chà, lương 10 triệu cũng khó đó. Lương 10 triệu là tiến sĩ đó, đúng không? Trừ khi giáo viên đi dạy thêm. Bây giờ dạy thêm cũng khó rồi. Bây giờ lương anh 5 triệu thì trong bao lâu anh mua căn nhà 1 tỷ? Đó là mình nhớ bạn thôi, mình mới bạn thôi mà, mình đặt câu hỏi thôi. Bây giờ bán giải pháp, bạn có muốn, đúng không, có thu nhập 1 tỷ trong vòng 3 năm, nhiều nhất là 5 năm, cho dở nữa đó 10 năm, còn cái kia bạn 30 năm không được mà, cho là 10 năm, bạn có thể mua căn nhà không? Cái đó là bán, không? Bán cái giải pháp. Bạn muốn cuộc sống tốt không, lối sống tốt không, tôi sẽ chỉ bạn sức khỏe chủ động, đúng không? Rồi cuối cùng mấy bạn bán, bán là chăm sóc đó, đúng không? Đây là mô hình gọi là 5B: bạn, ban, bàn, bán, bám. Rồi chúng ta mới thấy rằng cái mô hình này là chiến lược kinh doanh đó. Nhưng mà ta thực hiện cái này trên nền tảng internet nha. Chúng ta không phải thực hiện cái này theo offline. Offline các anh chị đã làm rồi, quý anh chị đã làm nhiều năm rồi, bây giờ 10 năm rồi.
Em vào Việt Nam mình nó cũng cũng lâu rồi, từ khoảng 2007 tới năm là khoảng 2002 vậy đó, cũng mười mấy năm rồi. Có nghĩa là người ta làm offline lâu lắm rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đang bàn quý anh chị cái thời đại công nghiệp 4.0 làm online được hay không thì phải khảo sát. Đây là cái chiến lược đấy. Rồi, đây là cái giải pháp thông minh tuyển dụng online nha. Bạn là gì? Bây giờ muốn làm bạn sao? Cách cũ thì mình phải có một danh sách rồi gọi điện thoại, mình hẹn đi gặp quán cà phê đó, ăn gì đúng không? Còn bây giờ làm bạn dễ hơn nhiều. Bạn chỉ cần xây dựng cộng đồng online thôi. Thí dụ, Phạm Gia Nutrition là một mô hình xây dựng cộng đồng online. Quý vị thấy không? Thấy dễ không? Mới có bao nhiêu tháng mà cộng đồng có 500 người. Nếu mà chưa có cái vụ này thì có bao nhiêu người cách đây 2-3 năm xây dựng được cộng đồng 500 người trong vòng vài vài tháng như Phạm Gia Nutrition không? Không có. Offline là khó lắm á. Người tỉnh này người tỉnh nọ sao gặp mặt được. Nhưng mà online á, tôi chắc chắn là trong Zoom này hiện nay sẽ có người ở Hà Tĩnh, có người ở Nha Trang, có người ở Vĩnh Long, khắp toàn quốc. Chúng ta thấy không? Chúng ta xây dựng một cái cộng đồng online. Mình phải có cộng đồng trước đã. Trước khi mình tư vấn cho người ta phải xây dựng cộng đồng, gọi là làm bạn. Làm bạn mà. Rồi, lát nữa tôi sẽ bàn làm bạn như thế nào ha. Rồi. Thứ hai, bàn. Sau cái có đồng xong rồi, mình tặng quà cho họ. Tặng quà là tặng cái gì? Tặng quà không phải là bằng vật lý đâu. Đúng không? Lát tôi sẽ nói cái này đó là kỹ. Tặng quà là gì? Mình tặng quà gì hồi nãy mình nói rồi, mình tặng quà là phải biết khách hàng muốn gì. Đúng không? Khách hàng mình nhắm tới là khách hàng nào, là chân dung khách hàng hồi nãy nói rồi. Đúng không? Nhưng khách hàng đó họ cần cái gì thì mình trao cái đó. Họ không biết cách làm sao mà ăn uống cho khoa học, mình cho họ cái đó. Đúng không? Mình gửi tài liệu. Họ muốn kiếm tiền. Kiếm tiền mà có thu nhập thụ động. Họ không hiểu thu nhập thụ động là cái gì luôn. Thì mình chia sẻ cho họ kiến thức thế nào là working income, tức là thu nhập lao động. Thế nào là thu nhập thụ động, passive income. Tại sao bên tay trái là anh sẽ không bao giờ giàu. Chúng ta phải hiểu. Cho nên làm kinh doanh LLM là phải biết mô hình kim tứ đồ. Chắc chắn rồi. Đúng không? Làm LLM mà không biết kim tứ đồ thì chúng ta không biết tư vấn cho những cái đối tác mà muốn xây dựng một cái doanh nghiệp mà một cái sự nghiệp mình á như thế nào cả. Không? Rồi. Bây giờ bàn, bàn là chia sẻ kiến thức. Như hồi nãy tôi nói đó. Nhưng mà hồi đó mình gặp mặt nhau one to one. Bây giờ ta đang bàn là online mà. Ta chia sẻ kiến thức bằng cách là ở trên Facebook group nè, trên Zalo cộng đồng nè, xây dựng cộng đồng 500 ngàn người. Zalo tối đa có ngàn à, đúng không? Telegram tới 20 ngàn lắm, đúng không? Rồi trên fanpage, đúng không? Sắp tới Facebook nó cho Facebook profile bán hàng luôn đó. Đó, sao nói ghê. Trên sắp tới quý anh chị phải bắt đầu chuyển hướng đi. Bắt đầu quan tâm xây profile, bán hàng được rồi, hồi xưa nó không cho bán đâu nha. Mà bán hàng đây không phải là bán qua cái món hàng đâu. Chúng ta đâu có bán hàng đâu. Đúng không nè? Chúng ta không có bán hàng. Chúng ta bán cho người ta, nó chữ bán là ta trao đó. Trao cho người ta một cái giải pháp. Mà với giải pháp đó người ta thay đổi được lối sống, người ta thay đổi được cái thu nhập, đúng không? Rồi bán đó, bạn chia sẻ giải pháp rồi mời hợp tác. Sau khi họ hiểu rồi, ồ hay quá ha, họ dùng sản phẩm của công ty, họ tự dùng á, mình không bán luôn á, mình chỉ cái đó dùng cái đó. Sau khi dùng xong thấy hay quá, đúng không? Đúng không? Thì họ sẽ chia sẻ cho người khác, cái đó nhờ đào tạo. Bán chăm sóc giúp đỡ đào tạo, chúng ta thấy không? 5B, bạn bàn bàn bán bán theo mô hình online là như vậy đó. Rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Thấy không? Đi vào chi tiết. Bây giờ giải pháp thông minh là tuyển dụng online nè. Đúng không? Rồi, mà bạn là gì? Làm bạn nghĩa là làm sao ta biết mình. Ta biết mình á. Rồi bán là gì? Mình tặng hay hay quá, họ đọc cứ một tuần mình gửi ba bài viết, hai clip, một cái audio, cái gì đó, tất cả mọi thứ, cái gì mà nó mình không bao giờ sờ mó được mà nó chạy trên mạng được á, gửi không?
học hay quá. Câu nói hay nè của Jim Rohn, câu nói hay kia của Ziegler, họ đặt vô họ bừng tỉnh, ồ hay quá, cảm ơn bạn chia sẻ tôi một cái câu nói này hay quá, làm cho tôi thức tỉnh, đúng không? Họ thích, họ chờ đợi cái quà tặng của bạn mỗi ngày, đúng không? Và sau đó họ tính bạn rồi, bắt đầu họ hiểu, đúng không? Họ hiểu mà mấy bạn bắt đầu họ vô group riêng bây giờ bắt đầu hỏi bạn ơi bây giờ tôi muốn vậy làm sao? Bây giờ họ hỏi nha, tôi thấy bây giờ sức khỏe tôi như vậy á, tôi thấy bạn chia sẻ những kiến thức này hay quá. Bạn bây giờ họ hỏi bây giờ mình mới nói tôi có cái giải pháp này cho bạn, đúng không? Nhưng mà hơi dễ lắm. Bạn tham gia đi, bạn tham gia cộng đồng tôi, bạn làm cái hồ sơ với đó, làm tham gia đi, rồi tôi chỉ bạn tự mua cái đó, đúng không? Mình đâu có bán đâu, cho đến lúc này rồi mà vẫn không bán, đúng không? Họ hiểu tính mình rồi thì lúc này mình mới mời họ tác, đúng không? Rồi anh tham gia đi, anh tham gia tôi hỗ trợ giúp đỡ anh, đúng không? Chứ tôi không có sản phẩm nào bán hết, tôi không có sản phẩm gì trong tay hết, sản phẩm của công ty, nhưng mà tôi chia sẻ cho anh giải pháp nên dùng cái đó, thì anh vô đi rồi anh đi mà tự anh mua, đúng không? Đó bản chất của MMM là vậy đó. Rồi cuối cùng là gì? Tiếng Anh thì nó mô hình của BNI thì nó gọi là Know, Like, Trust. Know là bạn phải hiện diện thường xuyên, bạn muốn người ta biết bạn thì bạn ở trên Zalo hoặc trên group bạn có mặt. Có nhiều người thành lập mấy chục cái nhóm Zalo để làm gì? Trời ơi, có 2-3 nhóm không cộng không có thời giờ vô mà xem mà đọc mà gửi tin. Có 2-3 nhóm thôi đó. Rồi có mấy nhóm thôi, Facebook tôi cũng phải vô thường xuyên, cũng nhiều quá chạy bận, đúng không? Vô rồi sinh nhật người này chúc, người kia chúc, đúng không? Nhưng mà sau này rồi ta mới lỗi dần. Những người bạn nào cần kết bạn thì kết bạn, còn không kết bạn thì không kết bạn. Có nhiều khi những bạn cũ rồi ta remove luôn là bình thường, tại vì những người bạn này tiêu cực quá, những người này không giúp ích mình, không hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống tốt hơn, những người này bê tha quá, vô nói tầm bậy tầm bạ thì ta unfriend thôi, đúng không nè? Cho nên có nhiều người xây dựng cộng đồng chứ nhiều. Cho nên know là gì? Know là làm sao ta hiện diện thường xuyên, ta nhớ đến bạn bằng cách gì? Dễ ẹt thôi, cứ chia sẻ bài nhiều đi. Chia sẻ bài hôm nay mà cái câu nói hay, ngày mai câu nói hay, ngày mốt có một cái clip hay, ngày nọ có một cái gì đó đại khái, cứ chia sẻ. Còn người ta đọc không kể người ta, một ngày nào đó họ vô họ đọc thấy hay quá rồi họ nghiện mình, đúng không? Họ nghiện hình họ mới hỏi, lúc đó chuyển sang like, họ thích xong họ tin, thấy ông này được hay tin, rồi bắt đầu lúc đó là cơ hội, lúc đó mình mới chia sẻ cái cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống. Đó là mô hình gọi là giải pháp thông minh tuyển dụng online và bán hàng online luôn, làm vậy đó, ta đang làm hiện nay đó. Và mô hình này làm có nhiều người là hình kiếm triệu á, một tháng cả triệu cả tỷ á, chứ không ít đâu. Mô hình này nói nhiều chứ ít khi người ta giấu, người ta không cho biết đâu. Rồi cũng Ziegler nói cũng hay, có hai câu nói cực kỳ hay lắm, hồi nãy tôi đã nói với anh chị rồi. Ziegler nói một câu rồi, xây dựng doanh nghiệp á, đừng xây dựng doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ xây dựng doanh nghiệp cho anh chị. Đó là cái câu thứ nhất rất là hay của Ziegler. Câu thứ hai cũng rất là hay, nếu mọi người thích bạn họ sẽ lắng nghe bạn, nhưng nếu họ tin tưởng bạn họ sẽ kinh doanh với bạn. Bạn cần người hợp tác kinh doanh thì bạn phải làm sao cho họ thích và tin. Như hồi nãy mình nói mô hình đó, đúng không? Thích sao mà tin rồi mới bàn, đúng không? Đó, đây là những người thành công, đây là những chuyên gia bán hàng lỗi lạc, tỷ phú đô la trên toàn cầu, top những người đào tạo bán hàng giỏi nhất nước Mỹ, Ziegler và Brian Tracy và Tony Robbins, đúng không? Tiger là tạo động lực cũng bán hàng, vua bán hàng là Blessinger, tôi đã học tập Blessinger năm 2020 vậy đó, là gần một cây vàng, lớp nó 13 triệu và giá vàng một lượng có 15 triệu cũng vậy đó, học thôi. Mình học xong cái đầu mình mở ra liền, tự nhiên mình thấy con đường đi liền. Rồi bây giờ công thức bí mật kinh doanh anh thành công online nè, cái này cũng quan trọng nha, cái này là đó gọi là bí mật mà ít khi là phổ biến lắm, rất ít nha. Rồi làm sao? Cái thứ nhất, bây giờ mình nói về chuyện câu cá, đúng không? Mà muốn câu cá đó thì mình phải biết con cá nào, mình thích ăn con cá nào, con cá chép, con cá điêu hồng hay là con cá cơm. Bây giờ mình đi muốn cái con cá chép mà đi muốn con cá điêu hồng mà ra biển nó sao được, muốn câu con cá trê mà vô cái ao kia toàn cá lóc không sao mà được,
Như vậy là đầu tiên phải xác định chân dung khách hàng tiềm năng mình là ai. À, câu chuyện câu cá nha. Tóm lại ai, xác định ai, ai là người cần cái sản phẩm, cái giải pháp của mình, phải xác định rõ nha. Không phải ai cũng vậy, đúng không? Trên nói cái chuyện câu cá phải xem con loại cá nào mà mình muốn câu. Chuyện thứ hai, cái con cá đó ở đâu, đúng không? Mình đi muốn câu câu con cá đó mình đi qua cái ao kia sao được, mình phải lựa chỗ nào có nhiều cá chứ, chứ đâu phải bỏ đại cần câu xuống là có cá đâu. Nghĩa là sao? Xem khách hàng tiềm năng mình á ở đâu trên mạng, không phải họ ở ở ở tỉnh nào đâu nha. Không phải, nếu mà đối mặt thì ta phải biết họ ở quận mấy mới đi gặp, còn đây không cần. Họ ở đâu, ở đâu là gì? Họ có thói quen là họ thích đọc sách không, họ thích xem phim không, họ thích bóng đá hay không. Nếu mà họ giả người đó thì mình vô tình gặp họ, đúng không? Khách hàng mà mình cần tiếp cận là những khách hàng mà thích làm đẹp. Ủa, cái cộng đồng nào có người đẹp ta, lên mạng dò đi, đúng không? Thí dụ những người mà muốn có rảnh rỗi thời gian mà muốn đẹp là bà nội trợ vô vô mấy cái bà mẹ bỉm sữa đó, đúng không? Mấy bà mẹ bỉm sữa đó là sinh được cái khi là béo phì vân vân, đúng không? Bây giờ mấy người đó muốn ở nhà chăm sóc con, đâu có đi làm đâu, đang đi làm nghỉ ở nhà. Đó là khách hàng của mình đó. Khách hàng đó ở đâu? Khách hàng nó thường xuyên lang thang ở trên mạng, nhưng mà không phải lang thang đâu, ở trong một cộng đồng nào đó. Cho nên ta nói con cá này ở đâu, đúng không? Con cá này ở đâu á, thì có nghĩa là mình coi khách hàng mình ở đâu, trên cái cộng đồng nào, thì mình vô đó mình làm quen, mà vô đó đừng có bán hàng nha. Vô đó tôi là công ty này là sản phẩm này hay đó, nó remove mình ra luôn. Mà đã nói rồi mình đâu có bán hàng, bạn vội ra vàng quá. 5B làm bạn bàn, đúng không? Bạn bàn bàn ba cái đầu, bàn bàn rồi mới bán. Mới vô đó giải pháp tôi hay quá, không ai nghe bạn cả. Bạn vô group đó, bạn mời ra vô group đó, bạn nói cái này hay lắm, bạn nên đi. Thua, bạn đốt giai đoạn rồi, đúng không? Bạn bán bàn rồi mới tới bán là cái thứ tư. Mà mới vô liền, ơ tôi có sản phẩm này hay lắm, giảm béo này hay lắm, không nghe đâu, đừng có nào làm gì. Cho nên phải xác định là cái khách hàng tiềm năng của mình á ở đâu ở trên mạng, đúng không? Họ trong nhóm đọc sách, phải không? Ồ, những người thích đọc sách là mình vô nhóm đọc sách, đúng không? Mình vô nhóm đọc sách, mình vừa đọc sách nhưng đồng thời mình tiếp cận cái đối tượng khách hàng của mình. À, bà mẹ bỉm sữa, ồ rất đông, bà mẹ bỉm sữa hiện nay có trên 100.000 bạn. Ồ, bạn vô mặc sức, không ai mình bạn vô đâu. Những người kinh doanh thực phẩm chức năng khác về bảo hiểm nhân thọ, họ cũng vô bà mẹ bỉm sữa luôn. Tại đó là đối tượng muốn ở nhà chăm sóc gia đình, không đi làm ở đâu hết, mà ở nhà làm. À, rồi còn nữa, mình đi câu cá phải có mồi, đúng không? À, đi câu cá phải mồi. Mồi là cái gì? Đi câu cá là mồi, câu cá thì mồi. Bây giờ cái con cá đó nó ăn con trùng, tự nhiên mình đi lấy một con dế mình móc vô xuống câu, con cá đâu có ăn, đúng không nào? Như vậy mình xác định là khách hàng mình thích gì. À, muốn biết khách gì thì mình phải vô họ vô cộng đồng, đúng không? Mình nói chuyện, mình chia sẻ, mình giao lưu. Bạn ở đâu, bạn làm cái gì, bạn thích cái gì. Có một thời gian, một quá trình mình nói, à người thích cái đó, anh này có cái nhu cầu muốn kiếm một việc làm mà để ở nhà chăm sóc gia đình, cái cô này muốn ở nhà chăm sóc con, giờ có hai đứa con đi làm thì có tiền đó, 10 triệu đó, nhưng mà ở nhà con không ai coi hết, thì cô này đang có cái nỗi lo. Cái vấn đề của khách hàng là gì? Cái vấn đề của khách hàng đây là muốn có một cái công việc khác mà có thể chăm sóc gia đình, thu nhập được. Vậy thì mình làm gì? Họ thích cái gì? Mình chia sẻ với họ tài liệu, những cái cách họ chăm sóc con cái. Họ thích không? Thích. À, còn họ có con nhỏ, không biết học ra bây giờ dạy con sao nó ngủ đây. Mình tặng họ một cái tài liệu dạy con ngủ, sao ngủ rồi khỏi quấy rối. Họ mừng. Mặc dù cái đó chẳng liên quan sản phẩm của mình hết, nhưng mà cái đó họ thích, cái đó họ cần. Mình gửi họ tài liệu về chăm sóc con cái, làm sao quản trị tài chính gia đình. Trời ơi, hay quá. Hồi xưa giờ tôi không biết cái này. Một thời gian đó họ bắt đầu nể ồ anh này hay quá, đúng không? Bắt đầu họ thích mình rồi đó nha. Mình dùng cái mồi, người ta gọi là mồi câu á, tiếng Anh nó gọi là magnet, giống như một cái 500 á, cái 500 phút á. Mình dùng cái đó để mà gì? Mà thực sự cái đó không phải tấm lòng yêu thương á. Không phải mình làm cái gì để bán hàng đâu.
mình làm là thực sự. Và tôi nói rồi, muốn trao quà, đây là các anh chị đang trao quà là trao bằng tình yêu thương. À, mình biết cái cô này, cô này có than quá và thấy tội nghiệp quá, cháu mới mấy tuổi, bây giờ là bây giờ hai vợ chồng bây giờ khó quá, bây giờ tôi phải nghỉ việc ở nhà. Mà nghỉ việc ở nhà là giảm thu nhập rồi. Tôi nghỉ việc ở nhà để có mình anh đi làm thôi. Hồi xưa hai người đi làm, giờ còn nghỉ làm. Bây giờ tôi ở nhà chăm sóc cái mà tôi giảm thu nhập. Bây giờ tôi có cái nhu cầu, tôi có băn khoăn, tôi giải quyết được chăm sóc cho con cái nhưng mà tôi giảm thu nhập. Có cách nào tăng thu nhập không? Đó. Từ từ chúng ta sẽ chia sẻ cho họ cái cơ hội đó. Nhưng mà đừng có dội dàng, phải bàn cái đã, đúng không? Phải bàn nói cuộc sống mình thế nào phân tích để họ thấy rằng nếu mà họ đi kiếm một cái job, một cái công việc tương tự công việc cũ thì họ cũng không kiếm được nhiều tiền. Mà công việc đó thì cũng phải rời khỏi nhà rồi mất thời gian vân vân, đại khái vậy đó. Rồi, cuối cùng là gì? Ta gieo trồng, đúng không? Ta gieo trồng là cái kết quả đó. Ta gieo trồng giúp đỡ cái thằng giải quyết vấn đề của khách hàng mình. À, khách hàng mình bây giờ là không có kiến thức về chăm con, bởi vì có con gọi là con mới mà, đứa con đầu tiên mà. Thì những khách hàng này họ mình đi tìm tài liệu đó, mình lấy clip, mình coi cái người này như là người chị, người em ở trong gia đình mình vậy đó. Nếu mình coi đó là người thân thì mình giúp đỡ một cách chân thành, mình quan tâm, mình lo lắng, mình nói trao quà mà, giống cái câu chuyện trao quà, đúng không? Cái cô Della này vì yêu mến anh James này thật, mang lai tóc mình mua nó thật chứ không có giả được. Còn anh kia anh quý đồng hồ đó, mà anh bán cái đồng hồ bây giờ tình yêu thương, anh bán cái quý giá nhất, anh mua cái kẹp cho người vợ mới cưới mình, đúng không? Bây giờ ta quan tâm khách hàng mình phải yêu thương khách hàng mình như người thân gia đình, thì chúng ta sẽ nói thử với nói chuyện và cái thời gian ta dành cho khách hàng mình nó cũng khác người lạ. Nên dễ hiểu thôi. Với bốn công thức bí mật này đó là của Mark Hansen và Jay Abraham. Đây là những người tỷ phú đô la, đúng không? Họ phát minh cái này rồi và họ tư vấn, một giờ tư vấn của họ tới 400,000-500,000 đô là một giờ á. Họ tư vấn coach cho mấy doanh nghiệp lớn cỡ trên Facebook rồi đó, họ lấy cả tỷ đô rồi. Bởi vì cho nên họ đâu có dạy đâu. Nếu ai học họ thì tốn vài chục ngàn đô đến 100,000 đô thì họ mới dạy. Cái này tôi cũng học, tôi học cũng nhiều khóa rồi, cũng tốn nhiều tiền rồi, hôm nay tôi chia sẻ lại với anh chị. Không có gì hết, để nhiều người biết cái này thì nhất là cái ngành kinh doanh MLM mình á, nếu mà mình biết cái này, mình biết cách làm online á, mình sẽ có kết quả tốt hơn, thế thôi. Rồi bây giờ thí dụ nha, bây giờ thực tế ta làm sao? Bây giờ xây dựng cộng đồng nè, mạng xã hội là gì? Facebook nè, Fanpage nè, Zalo nè, Pinterest nè, đúng không? YouTube nè, rất nhiều, đúng không? Rồi rất nhiều. Rồi ta xây dựng cộng đồng xong rồi ta tặng quà, ta chia sẻ kiến thức đi, đúng không? Rồi hằng này ta tạo một cái landing page. Hôm nay không có thời giờ, không có thời giờ đâu. Cơ hội khác làm cái landing page, một cái trang web nhanh lắm. Này học trong vòng 1-2 ngày là xong. Làm. Cho nên tôi có nói là quý anh chị mà trên là trung niên trên 50 tuổi á, thì hơi khó chút xíu. Nhưng mà tôi đã thấy có người 60 tuổi, sáu mấy tuổi mà họ làm ghê lắm. Làm ào ào mà họ mới dân công nghệ ra đó, nhưng mà khát vọng của họ mà muốn chăm lo cho con cái họ, họ làm nhanh lắm, họ làm được hết trơn. Bây giờ đơn giản lắm, không phải giống như mười mấy năm trước đâu. Thời học trò tôi làm quen web khổ sở lắm, bây giờ bỏ hết kiến thức mà tôi biết 20 năm trước thì hầu hết là 90% là vứt bỏ, không có xài. Bây giờ tôi học cái mới luôn, đúng không? Rồi lát tôi chia sẻ với anh chị một cái sản phẩm tôi rất là hay, làm trong vòng 2 ngày, đúng không? Tôi làm rất là hay. Rồi bây giờ ta trao tặng quà nè, đúng không? Ta trao tặng quà người ta thích không? Ta mà có một trang web vô, ta nói bây giờ tôi có tài liệu này hay lắm, tài liệu này giúp cho anh chị đang có thể giảm 5 kg trong vòng 1-2 tháng, thì những người nào muốn giảm béo thì mới lên đây bấm cái cốc để nhận quà, đúng không? Tôi nói rồi, trao quà cho người có nhu cầu. Mà cái quà tặng mình nói rồi, tôi có một giải pháp rất là hay, đúng không? Giúp cho anh chị có thể giảm cân mấy ký vào trong mấy tháng, đúng không? Mà không tốn nhiều thời gian. Và tôi sẽ tặng anh chị tài liệu gì đó, đọc vô thì hay quá.
anh này cái cô này gì đó tìm mấy lâu năm không có, free mà, tặng quà free mà, thì bấm vô để làm gì? Bấm vô để mà lấy thông tin, để mà lấy email thôi, họ tên email thôi, có nhiêu thôi. Như vậy thì chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Quà tặng nhiều lắm lắc, tôi sẽ nói quà tặng là cái gì. Cái này cũng dễ làm không khó làm, khó không là do mình, hãy mình nói khó là nó khó, hãy mình nói dễ là nó dễ, đúng không? Rồi sau đó, sau khi mình có danh sách cái làm tiềm năng rồi, đúng không, thì mình gửi email. Bởi vì những người này quan tâm cái tài liệu này thì mới bấm vô. Bấm vô xong thì mình gửi email cho họ, mình tặng quà xong rồi không, mình gửi email cho họ, họ thấy tên mình, họ mở email ra họ coi, đúng không? Chứ còn tự nhiên mình đi mua danh sách trên mạng, nó bán ra đâu 1 triệu 100 ngàn người đó, nó bán gọi là bán thông tin đó. Không được, làm cái đó không phải khách hàng tiềm năng mình, nó không phải quan tâm đâu. Còn những người này là người quan tâm thiệt nè, họ bấm vô mình mới có danh sách, mình mới gửi email. Mình gửi email gửi cái gì? Mình gửi email là mình gửi những bài viết, những cái clip rất là hay giúp họ giải quyết vấn đề của họ, thấy chưa? Cũng là quà tặng nữa, quý vị thấy chưa? Quà tặng, quà tặng, quà tặng. Anh này nhận suốt đi, cái cô này nhận liên tục 3 tháng, hay quá. Rồi một hôm anh phản hồi lại, cô này phản hồi lại, à tôi thấy anh có tài liệu hay quá, tôi có vấn đề này hỏi. Rồi đó, bắt đầu đó, vấn đề bắt đầu mình giải quyết được rồi đó, đúng không? Và mình chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động và kỹ năng mềm, làm sao kiếm tiền mà thu nhập thụ động, làm sao mà vân vân, đúng không? Lúc này là lúc tuyển dụng rồi đó, đúng không nào? Lúc này lúc đó, chúng ta thấy không? Chúng ta qua nhiều giai đoạn chứ không phải làm đại đâu. Cái này cũng là 5B mà, các chị có thấy 5B không? B xây dựng cộng đồng, làm bạn, rồi ban cho cái gì đó, tặng quà tặng quá trời luôn, tặng cái gì? Tặng những ebook, những clip vân vân, đủ hết. Mà ebook là gì? Liên quan đến vấn đề mà họ quan tâm, đúng không? Rồi rồi bây giờ giải pháp là ví dụ mình cải thiện sức khỏe, phải không? Dễ thôi, lấy ebook. Ebook dễ lắm, ebook có thể làm trong vòng 2 giờ đồng hồ xong một ebook. Bài viết lấy đâu? Lên mạng lấy, về chế biến, nhào trộn lại thì chỉ cần biết work thôi, đúng không? Rất đơn giản. Quý anh chị nào mà 50-60 tuổi không có thì kêu cháu mình làm, kêu con mình làm. Làm ebook gì? Ebook về liên quan sức khỏe. Mà sức khỏe thì nhiều lắm. Bây giờ quý anh chị là thử lấy tờ giấy đi, thử ra. Bây giờ nếu một người mà quan tâm sức khỏe thì có bao nhiêu nỗi đau? Trên 100 nỗi đau đó. Cứ mỗi nỗi đau là một bài viết đó. Cứ mỗi nỗi đau có thể là một tiếp đó. Rồi dùng ô vô nữa, đúng không? Rồi mình cho cái biểu đồ cho biết sức khỏe. Những người mà mở nội tạng vậy vậy, những người mà ăn cái đó nhiều mỡ xong, cho cái biểu đồ, gửi cho họ đọc. Họ đọc vô, ngày thứ nhất không đọc, ngày thứ hai không đọc, ngày thứ 10 mở đọc. Trời ơi, hay quá, sao giống mình quá vậy nè. Cảm ơn bạn này gửi tôi biểu đồ, hay ghê quá. Thôi rồi, hỏi rồi, bây giờ nếu mình vậy mình làm sao? Họ, chúng ta trao tặng họ, trao tặng gọi là bán hàng. Bản chất nó là trao quà. Trao quà ở đây gì? Quà đó là kiến thức, là những giải pháp. Mình cứ trao quà cho họ, để cho họ biết họ cần phải làm. Hoặc là dùng câu kể chuyện. Kể chuyện đâu phải là mình kể đâu. Trời ơi, nó có phần mềm trí tuệ nhân tạo rồi, đưa lên nó tự nói lên luôn. Mình gửi ô vô, họ mở, họ đâu cần mở cái máy tính đâu. Họ dùng điện thoại ghim vô lỗ tai, vừa đi chợ, đi xe rồi họ ghé. Thấy không? Chúng ta có rất nhiều cách, thấy không? Để trao quà, đúng không? Để thu hút họ, được chưa? Như vậy thì chúng ta có thể trao quà rồi với rất nhiều thứ, tức là trao giải pháp, đúng không? Trao giải pháp. Rồi, nhưng mà có thể cái quà này cũng có thể là một cái cơ hội thay đổi. Mình hỏi họ là bây giờ bạn muốn kiếm tiền cho cả đời hay là cả đời đi kiếm tiền? Nó ngạc nhiên vô cùng, đúng không? Anh này ngạc nhiên. Mình phải lúc nào đó mình phải nói câu này. Bạn này có phải là bạn đi làm, bạn làm giáo viên, có phải là cả đời bạn làm giáo viên không? Đúng rồi, bạn làm đến lúc về hưu. Thì đến lúc về hưu khi nào bạn có căn nhà? Có nhiều người chưa có căn nhà. Hoặc là có căn nhà, một xe ô tô vân vân. Họ nói trời ơi, chắc còn lâu. Vậy bạn có muốn không? Bạn muốn cả đời kiếm tiền không? Hay là bạn chỉ cần kiếm tiền cho cả đời? Kiếm tiền cho cả đời tức là kiếm tiền chỉ trong vòng 5-10 năm thôi. Cuộc đời nó dài vậy nè. Mình kiếm con đoạn ngắn mà cho sống cả già cả đời luôn, đúng không? Đó là cái giải pháp truyền cảm xúc, truyền một giải pháp, một niềm tin mới, một giải pháp mới trong cuộc đời của họ. Mấy lâu nay họ làm công, công chức cũng là làm công vậy, giáo viên cũng là làm công vậy, bác sĩ cũng là làm công vậy, kỹ sư cũng là làm công vậy. Nó kỹ sư đó, nhân dịp Covid này thất nghiệp rất là nhiều, bây giờ tự nhiên đổi nghề hết.
đổi nghề hết, đâu ai muốn đâu. Rồi rồi thì nó có một cái vấn đề mà để mà thành công đó, là người ta gọi là hành trình khách hàng, là customer journey. Có nghĩa là mình kinh doanh là mình trao cho khách hàng một cái giải pháp giúp cho họ đi từ lo sợ, từ lo sợ đến sung sướng. Họ đang béo phì, tự giúp họ có thân hình, vậy là phải sung sướng không? Đang lo sợ, đang lo sợ, đang mất niềm tin, tự nhiên mình cung cấp giải pháp xong họ đi từ cái lo sợ cái đi đến sung sướng, đó là bán hàng. Tôi nói lại, bán hàng là mình cung cấp cho họ một cái hành trình giúp họ đi từ cái lo sợ, từ băn khoăn, thiếu tự tin cho đến khi rất là sung sướng. Đang béo phì bây giờ ốm mất đi, quá đã. Đến nỗi chồng nhìn nó, ở cô nào vậy ta, sao đẹp như vậy, đúng không? Đó. Hoặc là anh này đang làm công ăn lương, đang làm giáo viên, thu nhập không có bao nhiêu, tự nhiên mẹ mình bệnh, bây giờ mình cần số tiền lớn, đâu có số tiền đâu. Nhưng mà tự nhiên bây giờ anh lo lắng, anh lo lắng cho cái tương lai anh ta, đúng không? Quản bệnh quản sao thì mình cũng chấp hết. Anh nói, hay quá, làm cái này 5 năm có thể kiếm mua được căn nhà. 5 năm chậm nhất 10 năm chẳng hạn. Giải pháp hay quá, từ lo sợ cho đến sung sướng đến phấn khởi, đó, đó gọi là hành trình khách hàng. Quý anh chị phải tưởng tượng này ra nha, mình phải viết ra luôn á, đúng không? Viết ra, đi từ cái này mình mô tả cho khách hàng, anh làm này, anh sẽ được cái này, anh được cái này, họ thấy ồ hay quá, từ từ dẫn tới họ tin. Cho nên bán hàng là trao niềm tin, chứ không phải là cái sản phẩm mình tốt đâu. Người ta tin mình, ta mua, người ta tin mình, ta hợp tác với mình, mà mình đâu có bán sản phẩm đâu, mình không có bán sản phẩm. Cái mô hình mình thêm tham gia này là MLM, là không có bán sản phẩm. Cho nên đây phải giỏi về kỹ năng gì, gọi là ba kỹ năng vua đó. Làm nghề này phải giỏi ba thứ: một, kỹ năng giao tiếp; hai, kỹ năng trình bày presentation; ba là kỹ năng bán hàng. Mà kỹ năng bán hàng là kỹ năng trao quà đó, nãy tôi chia sẻ xong hết rồi. Là kỹ năng bán hàng là kỹ năng trao quà, mà trao quà như thế nào trong thời đại 4.0 nữa. Nói xong rồi đó, đúng không? Rồi như vậy để muốn thành công á thì mình chỉ cần làm chủ hai nhóm kỹ năng thôi. Một là kỹ năng liên quan đến dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe chủ động. Cái này coi như là cái buổi mà tôi chia sẻ về huấn luyện viên á, nghề huấn luyện sức khỏe hệ 4.0 tôi đã nói kỹ rồi. Tôi sẽ không nói lại, quý anh chị nào cần cái đó đó thì quý anh chị tham gia cái Zalo của tôi á, tôi sẽ gửi cái clip đó, thấy không? Quý anh chị nào hồi xưa chưa, cách đây một tháng chưa tham dự cái buổi mà tôi nói về chia sẻ về cơ hội của nghề huấn luyện viên sức khỏe đó ở tại Việt Nam á, cái thế giới đó, thì tôi đã nói rất kỹ về cái này rồi, đúng không? Rồi cái quý anh chị có thể tham gia Zalo đó, thì tôi gửi cái link Zalo ha. Rồi hiện nay đã có hôm qua, đêm qua tôi trình bày xong đã có 32 người đã tham gia nhóm Zalo, và sắp đến sau buổi hôm nay tôi bắt đầu có kế hoạch tôi hỗ trợ tất cả các bạn nào tham gia nhóm Zalo của tôi, đúng không, về tất cả những vấn đề mà quý vị quan tâm. Tôi biết cái gì thì tôi chia sẻ cái đó, mà tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ quý anh chị được, đúng không? Về dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe quý vị có thể hiểu rõ hơn tôi, đúng không? Nhưng mà thời đại internet tôi nhanh lắm, có 3 ngày thôi tôi có thể xây dựng một bài nói về vấn đề sức khỏe, như vậy biết rồi đó, có 3 ngày thôi nha, tôi làm được điều đó. Thì nhưng mà dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe này tôi đã biết 10 năm rồi, tôi cũng là kinh doanh thực phẩm chức năng lâu rồi, tôi dùng thực phẩm chức năng thường xuyên rồi, 15 năm rồi, nên tôi đã có kiến thức rồi. Nhưng các anh chị phải biết thứ hai là cái khó nhất đối với anh chị mà trung niên, mà không phải trung niên đâu, có nhiều người 30-40 tuổi mà cũng không có kỹ năng công nghệ đâu, tại không quan tâm thôi, muốn là được, tại mình không muốn mà. Ngày hôm qua tôi đã nói về cái mục tiêu rồi, nếu ta muốn cái khát vọng thay đổi đồ, mình muốn cái điều làm đó lớn thì cái nào mình làm cũng được hết, một khát vọng mình nhỏ quá thì mình không làm được, mình nói là khó quá thôi không làm được, khó quá không làm được. Ở trên đời này có nhiều cái đã xảy ra rồi trước khi nó đã khó, có nhiều cái nó là ước mơ của ai đó và nó thành hiện thực. Hồi xưa đâu biết bánh xe đâu mà ta sáng chế ra bánh xe, hồi xưa đâu có cái bàn đâu, tại sao sáng chế ra cái bàn, đúng không? Nó cũng phải là ban đầu ước mơ, đâu có xe lửa đâu, đâu có máy bay đâu, tất cả đó phải ước mơ của ai đó, khát vọng người ta lớn lắm, bây giờ ta thành hiện thực. Bây giờ nhiều việc mình thấy bình thường, hồi xưa bất thường. Bây giờ công nghệ 4.0 cũng vậy, 4.0 là cái gì? Bây giờ nó lên 5.0 rồi nha, chúng mình 5.0 rồi, rồi làm chủ công nghệ 4.0 làm chủ cái gì đây? Thứ nhất phải biết thay đổi Facebook cá nhân. Ai chưa Facebook làm đi, tôi thấy có người 70 tuổi mà còn có Facebook kìa,
mà dễ lắm. Viết bài đâu có dễ đâu, chỉ biết copy paste thôi. Tô copy, tô đó, dục dục vô, dục sửa sửa rồi không biết thì học vài lần, làm vài lần đâu có ai hối thúc đâu. À, tôi sẽ hỗ trợ quý anh chị nào tham gia group Zalo, hướng dẫn quý vị biến Facebook cá nhân thành tổ máy thu khách hàng. Như là nãy tôi nói rồi đó, xây dựng cộng đồng là xây dựng Facebook fanpage, Facebook Zalo, YouTube, nhiều lắm, rất nhiều thứ, đúng không? Nhưng mà ta chọn những cái mà đang phổ biến đi ha. Rồi cái thứ hai là gì? Tham gia cái cộng đồng ở trên Zalo, Instagram, YouTube, vân vân, đúng không? Mình tham gia đi, mình tham gia vào để mình học hỏi coi người ta làm sao, đúng không? Khách hàng mình trên đó, mình tham gia nhiều group đi, mình mới biết. Vô bà mẹ group bà mẹ bỉm sữa đi, vô fanpage mà bỉm sữa, vô YouTube coi vân vân. Từ mình tìm khách hàng nó đâu ở nhà trước mặt mình đâu, khách hàng ở trên mạng á, khách hàng nằm trên điện thoại á, đúng không? Cho nên phải làm chủ cái này nhá, không biết gì học. Cho nên tôi nói là nghề kinh doanh theo mạng MLM muốn thành công phải có tinh thần học hỏi không ngừng. Khi nào mình dừng học hỏi là khi đó doanh nghiệp mình dừng. Còn nếu mình muốn phát triển doanh nghiệp phải học, không có cái gì mà rào cản mình được hết. Làm chủ content marketing là gì? Làm sao mình gửi ebook cho người ta? Ebook này, ebook tức là một cái tài liệu thay vì in ra giấy, thì bây giờ nó lưu hành ở trên internet, lưu hành trên Zalo, email vân vân, thì gọi là ebook hay là sách điện tử. Mà muốn sách điện tử thì trong đó có chữ, có hình, đúng không? Hay là clip, thì cái từ á, cái từ trong đó đó, cái này tôi cũng hỗ trợ với anh chị luôn. Nếu anh chị nào muốn quan tâm nhé, anh chị nào biết rồi thôi không sao. Có anh chị nào muốn quan tâm thì tham gia group Zalo thì tôi sẽ hỗ trợ. Cái gì? Để chúng ta thành công trong vấn đề xây dựng doanh nghiệp của mình. Ngoài ra còn cái này rất là hay, làm video clip, không? Hai ngày xong clip. Lát tôi cho quý vị coi cái kênh của tôi, một cái clip mà làm trong vòng 2 ngày. Xây dựng kênh YouTube luôn, chia sẻ kiến thức. Ví dụ Phạm Gia Nutrition làm cực kỳ hay, đúng không? Phạm Gia Nutrition thì có bộ máy họ làm. Bây giờ các chị làm được không? Được. Các chị cứ chia sẻ đi. Chưa nói nha, xây dựng kênh YouTube mà nếu mà có mấy ngàn người vào trong vòng 2-3 năm thì chúng ta lại kiếm tiền trên YouTube nữa. Có con bé ở bên Nhật Bản á, đúng không? Sau khi nó qua bên Nhật Bản, nó làm được kia nọ, bây giờ một tháng á, nó được YouTube trả cho nó 135 triệu. Bằng cách cứ 2 ngày nó tung lên clip, nó ăn, mà nó không biết gì hết. Ta chỉ nó thôi. Một người công nhân bình thường, đúng không? Không biết gì hết, làm clip, sau 1-2 năm bây giờ kiếm một tháng trăm mấy chục triệu bằng kênh clip chứ đâu. Chia sẻ cách nấu ăn thôi, nấu ăn sao cho dinh dưỡng, vân vân, đủ thứ chuyện hết. Ta làm được, mình làm được. Bé này nó chỉ là công nhân, nó làm được, tại sao mình không làm được? Cho nên là tôi cũng sẽ hỗ trợ quý anh chị cái này nếu anh chị có nhu cầu. Cái gì, cái tham gia cái Zalo đi đó. Rồi cho nên là bây giờ chúng ta muốn thay đổi cái doanh nghiệp chúng ta đó, nó đang từ cái trạng thái bây giờ nó bây giờ chuyển sang gọi là trạng thái VUCA, tức là trạng thái không ổn định. Bây giờ hỏi mấy doanh nghiệp nước ngoài, hỏi năm sau đó, tao không biết, thật sự là không biết luôn. Bây giờ chuyện nó mơ hồ lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, có thể chiến tranh xảy ra, có thể thêm bệnh dịch mới nữa, cũng biết được chừng. Cho nên xã hội thay đổi mỗi ngày, nếu ta giữ cái tư duy mà cũ thì chúng ta đang giết chết doanh nghiệp của mình. Đó tại mình thôi, đúng không? Bây giờ khách hàng mình đang trên mạng, đúng không? Mà mình vẫn làm cái kiểu offline cũng được, đâu có sao đâu. Cơ chế tổ chức công ty nó cho phép mình mà. Mình đâu có bán hàng đâu, mình đâu trưng bàn cái hộp sữa lên, trưng bày cái gì lên đâu. Không, mình không phải bán cái gì cả. Mình chỉ xây dựng cộng đồng, mình chia sẻ người ta giải pháp thôi. Quân nhân sức khỏe nhiều lắm mà quý anh chị ơi, tôi thấy quân nhân sức khỏe ban đầu đưa lên thôi, tự nhiên có đơn hàng liền của doanh nghiệp nước ngoài, nó thấy người này hay quá, nó mời về là quân nhân sức khỏe cho công ty họ, 1.000 công nhân, quá hay. Những người đó nhờ xây dựng những cái kênh YouTube và cái kênh có sao rất là hay, họ dạy xong có người thấy hay quá mở lớp yoga luôn. Ban đầu đâu có dạy yoga đâu, nhưng mà chia sẻ yoga hay lắm, tập cái gì đó đủ thứ chuyện hết, người ta thấy hay quá, người ta tin cậy người này, người ta hỏi chị ơi bây giờ chị có dạy cái này hay không, bây giờ em muốn có sức khỏe giờ chỉ được không, rồi xin mời bạn muốn dùng sản phẩm không, tôi không có bán,
bạn gửi chứng minh nhân dân, tôi hướng dẫn bạn đăng ký rồi tự bạn thấy hay hơn. Người ta tuyển dụng online hết. Đó là những huấn luyện sức khỏe, tôi thấy có rất nhiều, hiện nay có khoảng 7-8 người huấn luyện sức khỏe rất là thành công. À, xây dựng cái cộng đồng YouTube quay lên là cách tập như thế nào, rồi cách chế biến thức ăn ra sao, rồi trời hay lắm, mình đâu có biết đâu, nhưng mà họ biết sau họ đặt cái điện thoại họ quay họ kiếm tiền, đúng không? Đó. Rồi thay đổi tư duy là thay đổi cuộc sống. Thất bại thì có nguyên nhân, khi thất bại thì tìm nguyên nhân, thành công thì có phương pháp, đúng không? Thành công nào cũng đều do phương pháp cả, mà thất bại là nguyên nhân. Vậy cho nên nếu mình thất bại hãy tìm nguyên nhân, mà mình thay đổi phương pháp thì hoàn cảnh trong hoàn cảnh mới sẽ mình sẽ thành công. Nội dung vẫn vậy thôi, cách làm mới, hoàn cảnh mới. Hoàn cảnh mới bây giờ là gì? Khách hàng mình nó nằm ở trên mạng á, bây giờ đi gặp khó lắm, mình làm sao? Cho nên ích lợi của việc mà sử dụng công nghệ 4.0 á để tiếp cận xây dựng hệ thống kinh doanh MLM á là như sao? Thứ nhất là không bán sản phẩm online nha, nhớ nha, mô hình là mô hình online, nhưng mà chúng ta không hề bán sản phẩm online nha, nhớ à. Quý vị mà bán sản phẩm online là gì? Vi phạm nguyên tắc của công ty đó. Và thứ hai là cái mô hình của mình là không bán sản phẩm mà, không bao giờ đưa sản phẩm lên nói, không bao giờ ra, không bao giờ, mà chỉ chia sẻ cái lợi ích. Khách hàng họ không mua sản phẩm mà họ mua giải pháp, đúng không? Họ cần cái giải pháp đó. Bây giờ anh muốn có sức khỏe gì phải không? Anh muốn gì phải không? Tôi chỉ anh. Rồi anh tập thể dục sáng, anh chế độ như gì tôi khuyên anh nên dùng sữa này nè, tỏi sữa rẻ đâu, dễ lắm, gửi hồ sơ đi đăng ký đi rồi mua, rồi nó làm theo liền, đúng không? Bây giờ họ tính mình, họ mình đâu bán sản phẩm đâu, mình không hề bán sản phẩm mà, mình giới thiệu người ta cơ hội sao, xong rồi họ muốn đó thì họ làm hồ sơ họ đi mua là xong rồi. Nhưng mà họ tham gia xong họ không hiểu, mình sẽ đào tạo họ, mình có hệ thống đào tạo online luôn, thấy không nè? Như vậy thì đây là một giải pháp bổ sung cho giải pháp offline nha. Tôi không có nói là giải pháp này thay thế offline đâu. Dễ triển khai đào tạo không? Dễ, ở nhà có thể đào tạo ở Hà Nội, đào tạo cho hệ thống của tôi nằm ở Cà Mau, hệ thống tôi ở Bình Dương, hệ thống tôi ở quận mấy đó, vân vân. Đâu có sao đâu, được mà. Hẹn vô Zoom, chia sẻ hôm nay tôi chia sẻ cách chế biến món ăn như sao cho mọi người chế biến. Hôm nay chia sẻ cái cách tiếp cận khách hàng, cách làm YouTube, cách là viết bài như thế nào, chia sẻ. Thấy dễ không? Dễ. Mình dễ chia sẻ cái cơ hội về giải pháp cho đối tác, cho hệ thống của mình, đúng không? Xây dựng doanh nghiệp MLM là gì? Là tuyển dụng và đào tạo. Hai người đó mà giỏi là coi như xong rồi, là thành công rồi. Rồi bây giờ tôi minh họa cái clip nha. Clip này rất hay, có 2 ngày thôi. Bà xã tôi làm trong vòng 2 ngày thôi, món này tôi không biết luôn, đúng không? Tức là cái món hạnh nhân này tôi đâu biết đâu, đúng không? Rồi bà xin mở cho anh chị coi nha. Rồi hoặc là lên YouTube á, lên YouTube đó, anh chị gõ vô hạnh nhân chính giải pháp thì cũng được, hay là lấy cái link, là tôi gửi cái link này cho anh chị, tôi có trong ô chat, tôi có gửi trong Zalo rồi, cứ vào Zalo có nha, rồi sẽ hướng dẫn các anh chị cách làm cái này, đúng không? Hơi yếu quá chị. Hạnh nhân đã được đánh giá cao từ thời cổ đại là một trong những loại hạt yêu quý nhất của loài người. Chúng đã được phổ biến trong chế độ ăn của người Ai Cập cổ đại và Ấn Độ. Cổ học Ayurvedic Ấn Độ thậm chí còn tin rằng hạnh nhân đã có khả năng nâng cao năng lực bộ não, khả năng trí tuệ và tuổi thọ. Ngày nay, lợi ích dinh dưỡng hạnh nhân được ca ngợi trên toàn thế giới và chúng được sử dụng trong nhiều cách khác nhau, ăn sống như một bữa ăn nhẹ lành mạnh, là thành phần cơ bản trong bơ hạnh nhân, sữa hạnh nhân hoặc bột hạnh nhân, và thậm chí trong nhiều loại kem thoa cơ thể và nước. Hai trong số các hợp chất hóa học dinh dưỡng hạnh nhân là các axit béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các yếu tố của bệnh tim mạch. Hạnh nhân đặc biệt cung cấp chất flavon chống oxy hóa. Hạnh nhân cũng giữ các khoáng chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe tim mạch, bao gồm arginine, magie, đồng, mangan, canxi và kali. Nghiên cứu cho thấy quả hạnh nhân giảm cholesterol xấu, đặc biệt là ở những người có lượng cholesterol cao và bệnh đái tháo đường. Hạnh nhân cũng giúp ngăn ngừa thiệt hại từ hình thành mảng xơ vữa trong động mạch và bảo vệ chống lại sự tích tụ mảng bám nguy hiểm. Hạnh nhân thường được coi là một trong những thực phẩm tốt nhất cho não. Hạnh nhân có các chất dinh dưỡng độc đáo. Các chất quan trọng này có khả năng tích cực ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh và ngăn ngừa suy giảm nhận.
Vì đường truyền mạng nó kém nên tôi tắt cái clip. Quý anh chị có thể click cái link của YouTube á, ở tại trong cái ô chat, cũng như là trong trong Zalo tôi có link này. Quý vị có thấy để ý không? Trong cái trong cái clip này có giọng nói nữ đúng không à? Giọng nói này không phải do mình đâu nha, do cái con robot trí tuệ nhân tạo á, tôi áp dụng cái đó đó, tôi nhập văn bản thôi nó tự phát âm lên luôn đấy. Và trong vòng có 3 phút là làm xong á, nhiều nhất là khoảng chừng cho là 15 phút. Có nghĩa là mình có thể sản xuất clip tự động luôn, đúng không? Như vậy thì người lớn tuổi vẫn làm được nếu biết công nghệ, đúng không? Có nghĩa là cái MC á, nói trong này á, là không phải mình nói, mà cái con robot nó nói mình muốn giọng nam, mình muốn giọng nữ cũng được luôn. Thấy chưa? Như vậy thì nếu mình một tuần lễ mình sản xuất 2 clip, đúng không? Thì một năm mình có 100 clip, đúng không? Hiểu các anh chị thấy không? Như vậy thì sau một năm mình sẽ tiếp cận bao nhiêu người? Chưa nói nếu mình có tiền mình quảng cáo nữa đó, thì mình có thể tiếp cận hàng ngàn người. Mình vừa kiếm tiền bên trên YouTube, mà mình cần chia sẻ được kiến thức này cho nhiều người. Và trong số 1.000 người này chỉ cần có 1-2% ok với mình thôi là mình đã xây dựng hệ thống rồi, đúng không? Mình có 4 người, mỗi người có 4 người là 16 người, đúng không? 16 người có 4 người là 64, đúng không? Nhưng mà cái clip mình cứ làm thường xuyên mà, hệ thống download mình làm giống như mình luôn, đều sản xuất. Đây gọi là nội dung content. Content đây có thể là bài viết, có thể là audio, có thể là video clip. Tại sao video clip? Bởi vì cứ 10 người thì hết 8 người thích video clip, không có thích đọc. Bây giờ các anh chị để ý đi, ở trên mạng hiện nay á, báo á, nó cũng có đọc tự động luôn, bấm vô rồi khỏi cần đọc, nó đọc cho mình nghe luôn. Đó là trí tuệ nhân tạo đó. Bây giờ các anh chị thấy chưa? Bây giờ thế giới nó thay đổi nhanh lắm. Như vậy thì khoảng chừng 20 năm nữa có rất nhiều nghề lên đường luôn, không còn nữa nghề luật sư là chết trước. Người ta sẽ chuyển sang cái robot tự động hết, đúng không? Bán hàng còn có robot ra nó bán mà, đúng không? Rồi đến đây thì quý anh chị có cảm thấy mình nhận có gì khám phá mới không? Nếu có thì quý anh chị bấm vô chat là số 10 đi, để tôi biết là hôm nay mình trình bày cũng tương đối là giúp anh chị có một cái gì mới để mình sau buổi hôm nay mình cảm thấy có một cái gì đó để mình thay đổi bản thân mình, thay đổi cái doanh nghiệp mình, thay đổi cái làm mới tư duy mình. Mình bắt đầu bước vào lĩnh vực, bắt đầu tìm hiểu về công nghệ 4.0, tìm hiểu về kim tứ đồ, nếu ai chưa biết tìm hiểu, và mình sao mình trình bày được, mình chia sẻ người ta, mà đâu phải nói đâu, mình thu âm xong mình gửi cho người ta, gửi trong Zalo á, ta nghe, rồi gửi hình ảnh cho người ta, có rất nhiều cách nha. Rồi cảm ơn quý anh chị nha, tôi thấy rất nhiều anh chị cũng là comment là số 10, rất cảm ơn chị. Rồi thì phần buổi chia sẻ của tôi đến đây là hết. Thì hôm nay cái đường truyền nó cũng hơi khó, cho nên có nhiều cái mình không chia sẻ được. Thì tôi mới chia sẻ với chị hoặc cái một clip. Thì sắp tới tôi sản xuất clip liên tục, vì tôi còn đào tạo PowerPoint mà, cho nên tôi sản xuất năm 2022 thì tôi sản xuất khoảng 100 clip hướng dẫn đào tạo PowerPoint về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng mềm, tất cả kỹ năng thuyết trình vân vân, giao tiếp vân vân, làm hết, làm để xây dựng cộng đồng. Rồi cảm ơn quý anh chị, xin nhường lại cho cô Hương MC nhé. Xin dạ. Cảm ơn. Dạ, vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời của thầy Đăng Quang ạ. Chúng ta sẽ thả thật nhiều trái tim trên màn hình để gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bài chia sẻ của thầy Đăng Quang ạ. Vâng, cảm ơn thầy buổi tối ngày hôm nay, bài chia sẻ của thầy rất tuyệt vời ạ. Và thầy đã cho chúng ta biết được làm thế nào để trao quà một cách hiệu quả trong thời đại 4.0 này, đúng không ạ? Vâng, chủ đề này thì Hương cũng được nghe chia sẻ từ rất nhiều người thầy, nhưng mà hôm nay Hương sau khi nghe xong thầy Đăng Quang chia sẻ, Hương thấy rất là hào hứng, vì là cái cách của thầy chia sẻ rất là vô cùng tuyệt vời, chi tiết, dễ hiểu và dễ áp dụng. Vậy là các cô bác trong phòng Zoom mình có thắc mắc gì không ạ? Các cô bác có thắc mắc gì mình có thể là giơ tay phát biểu hoặc là gửi câu hỏi lên khung chat ạ, để thầy Đăng Quang cùng trả lời cho các bạn ạ.
vâng ạ. Nhưng mà các cô bác mình sẽ giơ tay hoặc là mình sẽ viết lên khung chat ạ. Dạ. Tôi thấy ở trong khung chat có rất nhiều trái tim gửi đến thầy đăng quang ạ. Thật là tuyệt vời. À, tôi thấy trong môi chat cũng có một vài anh chị, có thể là do dùng điện thoại vậy mình không có tiện mình nói đó, thì bây giờ gì quý anh chị bấm vô trong cái link Zalo á, quý anh chị tôi có gửi trên ô chat á, cái Zalo á, quý anh chị tham gia Zalo thì chúng ta sẽ trao đổi ở đây, mà nó cũng không có nhiều thời giờ đó. Thì tôi cũng có vì tôi hướng dẫn về nhiều lĩnh vực lắm, đặc biệt là kinh nhân về công nghệ liên quan đến marketing online. Tại thời đại bây giờ là dù mình làm cái gì, nhất là giáo viên thì phải biết công nghệ, vấn đề truyền thông, vấn đề Zoom, vấn đề sản xuất nội dung, đúng không? Bây giờ mình làm kinh doanh MLM mà lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt là xây dựng hệ thống, đúng không? Chủ yếu là mình xây dựng hệ thống nha. Tức là hai lĩnh vực mình phải có kiến thức rất là sâu về về sức khỏe dinh dưỡng. Cái này mình phải là chuyên gia rồi đó, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình truyền thông cho người ta làm sao đấy? Bây giờ mình sao đi gặp người ta được? Khó lắm. Tình hình này một năm nữa chưa biết, đúng không? Bên bảo hiểm là te tu hết rồi, chuyển sang online hết rồi. Thì bây giờ chúng ta có một cơ hội mới, đó là phải sử dụng công nghệ, bắt đầu từ bây giờ, đừng có chậm trễ nữa, đúng không? Người ta làm được thì mình làm được. Ngày hôm qua tôi có nói rồi, không? Ngày hôm qua tôi nói là tư duy của người tích cực thành công, đúng không? Nếu mình có một khát vọng, mình muốn rằng trong 5-10 năm tới, mình phải đạt cái chức, cái danh hiệu gì đó, kiếm 1 tỷ, vì đó là số tiền mình cần có để thay đổi cuộc sống gia đình, thì mình phải làm những gì cần làm. Nguyên tắc 80-20. Cần làm là gì? Tôi mới chia sẻ anh chị. Học công nghệ ngay đi, ngay bây giờ, đừng có chờ đợi nữa. Đừng chờ có kiến thức đầy đủ rồi mới làm. Đừng chờ có điều kiện rồi mới làm. Đừng chờ có nhiều tiền rồi mới làm. Đừng chờ có cái gì cứ chờ hoài á, cái gì cũng sợ hết. Con cái không thèm sợ, nghèo cũng thèm sợ. Kẹt. Thì tôi chỉ có muốn chia sẻ vậy thôi. Thì một vài anh chị cần tham cái trao đổi gì đó thì anh chị bấm vô link Zoom á, ha? Zoom á, link Zalo đó. Ở trong ô chat có Zalo, bấm vô đi. Rồi hoặc là số điện thoại của tôi đó. Số điện thoại nãy tôi có rồi đó. Số điện thoại của tôi rồi, các anh chị kết bạn với tôi. Ngày hôm qua có 32 người kết bạn Zalo rồi, nhưng mà ngày hôm qua tôi cũng bận rộn quá, soạn cái bài hôm nay cho nên là chưa có điều kiện giao lưu trao đổi với quý anh chị. Sau ngày hôm nay bắt đầu tuần sau tôi sắp xếp thì cứ mỗi ngày sẽ giao lưu với anh chị, sau đó chúng ta tìm hiểu nhau, chúng ta giao lưu nhau, ta hiểu nhau, đúng không? Ta hiểu cái nhu cầu của nhau, đúng không? Quý anh chị cần cái gì, cái gì tôi sẽ giúp đỡ được anh chị, đúng không? Vì tôi là có kinh nghiệm giảng dạy 35 năm mà công nghệ. Trong nhóm Zalo, trong nhóm Zoom hôm nay không biết có học trò có tôi không, thì tôi có giới thiệu vào Zoom này đấy. Nhưng mà ngày hôm qua cô học trò này của tôi là năm 2006, tức là bây giờ nhiêu năm ta, là cũng gần 20 năm, đúng không? Bây giờ người nào nấy có gia đình rồi, có thạc sĩ, tiến sĩ ở trên rồi, đúng không? Rồi thì tôi có giới thiệu tham gia Zoom này để mà tôi nói, tôi có chia sẻ về cái phong coi này. Cho nên là tôi đề nghị quý anh chị có thể tham gia Zoom đi, rồi chúng ta trao đổi nhiều hơn. Ở đây thì nó không có tiện. Mình tham gia Zoom thì nó thuận tiện hơn. Mình có thể trao đổi trưa chiều gì đó cũng được. Những lĩnh vực vấn đề mà quý anh chị quan tâm, tôi đâu có biết được. Chỗ nào ngứa mà gãi được. Quý anh chị cần cái gì, đúng không? Bây giờ kỹ năng bán hàng, kiến thức, ok, tôi cũng có. Tôi trên 15 năm rồi, kỹ năng bán hàng. Tôi tham gia MLM cũng nhiều á, cũng khá đó. Được đào tạo rất là nhiều. Cho nên những kiến thức tôi chia sẻ với anh chị là tôi học từ hồi 15 năm nay. Rồi tôi chia sẻ là thôi. Ở đây không có đào tạo dạy nha, đừng có coi là dạy nha. Không có dạy, không có đào tạo. Đây là buổi chia sẻ những trải nghiệm, những kiến thức của người đi trước mà tôi thấy nó hay hay. Nó có thể giúp ích cho cái cộng đồng của Phạm Gia Nutrition này nè. Mục tiêu của anh Hổ có nói trong vài năm tới là 1 triệu. 10 năm vừa qua tôi lại có 1 triệu người, nhưng bây giờ chỉ cần 2 năm thôi, từ đây đó đi, Hoàng Gia có thể hình thành nửa triệu đến 1 triệu người hay không, là do chúng ta đây. Chúng ta thành công trong đổi mô hình, học công nghệ mới, thì mỗi người phát triển thêm 4 người thôi,
hệ thống ở dưới sao chép lại để sinh lên 1 triệu người chắc chắn, và chúng ta sẽ có một cuộc sống như mơ ước. Như ngày hôm qua tôi nói, mục tiêu mình muốn cuộc sống mơ ước mà, mình muốn kiếm tiền cho cả đời chứ không phải cả đời đi kiếm tiền. Ok rồi, cảm ơn Hoàng Gia Nutrition, cảm ơn MC là Thu Hương, ngày hôm qua cũng nhắn tin trao đổi tôi và rất nhiệt tình, rất cảm ơn sự quan tâm của MC Thu Hương cũng như Thanh Ngân. Cảm ơn cái Hoàng Nutrition và anh Hổ đã hỗ trợ chúng tôi để mà có cơ hội để mà chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm mình cho quý anh chị. Tôi hy vọng rằng cái buổi chia sẻ này giúp ích một phần nào cho anh quý anh chị nào mà có nhu cầu. Có thể có nhiều quý anh chị đã biết rồi thì không sao đó, mình biết rồi mình nghe lại mình thêm cái điều mới. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ tuyệt vời của thầy Quân. Và bây giờ em xin mời anh Đặng Văn Công ạ, anh có cảm nghĩ về bài chia sẻ của thầy không ạ? Alo ạ, anh Đặng Văn Công ạ, xin ban tổ chức bật mic cho anh Đặng Văn Công ạ. Anh giơ tay đi anh Công ơi. Anh Công ơi, anh giơ tay đi, em không tìm thấy anh. Alo ạ. Rồi em mở tiếng rồi. Anh Công mở mic lên đi anh Công. Điểm cầu anh Công như là không có người. Có thể mình sẽ chuyển sang điểm cầu khác đi ạ. Thời gian của mình cũng không còn nhiều ấy. Em thấy rất là nhiều điểm cầu các anh chị đang đón nhận nội dung bài giảng của thầy rất là tuyệt vời. Như điểm cầu của Ghét Tuyết Lê Trung ấy ạ. Anh Trung ơi, anh Trung có muốn chia sẻ không ạ? Em thấy anh Trung rất là tâm đắc với bài chia sẻ của thầy. Vâng, anh Trung có thể mở mic được không ạ? Ban tổ chức. Vâng ạ. Được rồi ạ. Vâng ạ. Trung, lời đầu tiên thì Trung xin được cảm ơn cộng đồng Phạm Gia Nutrition và đặc biệt là biết ơn cái sự cho đi của thầy Quan tối hôm nay, vì thực ra là cũng giống như thầy vừa mới chia sẻ, có nghĩa là gì ạ? 10 năm vừa qua Herbalife mới chỉ có phát triển được có 1 triệu người thôi, nhưng mà chắc chắn thì là trong vòng 1 đến 2 năm tới thì tất cả mọi việc có tăng được lên thành 1 triệu nữa hay không thì là còn phụ thuộc vào chúng ta ở đây, đúng không ạ? Vâng, và Trung thì cũng đang rất với cái tâm thế học hỏi liên tục thì cũng đang rất mong muốn để được phát triển bản thân mình hơn nữa, để mà có thể là cùng với cái cộng đồng này, cùng với tất cả những người làm về dinh dưỡng nói chung, không chỉ riêng là Herbalife đâu, để giúp cho người dân Việt Nam ngày càng khỏe hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn và thay đổi được cái chất lượng cuộc sống nhiều hơn. Đó, Trung xin cảm ơn cả nhà. Dạ, xin cảm ơn anh Trung ạ. Em xin mời điểm cầu của chị Đặng Thị Hải Yến ạ. Em thấy chị Đặng Thị Hải Yến đang giơ tay ạ. Alo, vâng. Chị Hải Yến bật mic lên ạ. Em bật được rồi ạ. Vâng. Trước tiên em cảm ơn Phạm Gia Nutrition, cảm ơn anh Sơn đã cho em được join vào trong cộng đồng của mình. Thứ hai nữa là cảm ơn thầy Nguyễn Quân đã chia sẻ buổi ngày hôm nay. Thực sự khi nghe chia sẻ của thầy thì em cũng cảm thấy bản thân mình cũng mới ba mấy tuổi thôi, nhưng mà công nghệ thông tin thực sự là cũng không có biết gì. Có Facebook nhưng cũng chưa biết tận dụng Facebook để làm sao mà trở thành một cái phễu để hút khách hàng. Rồi cũng chưa biết cách sử dụng các cái trang Facebook hay là, và bản thân mình nhìn thấy trong Facebook, trong trong email của mình rất nhiều những cái mail của các đơn vị ạ, các đơn vị hoặc là các công ty hoặc các cái bên bán hàng họ gửi vào cho mình rất nhiều, nhưng mình cũng không biết làm thế nào để mà có được những cái công cụ để mà làm được như thế á. Thì thực sự là rất là mong muốn, em cũng đã join vào trong nhóm học tập của thầy thì rất là mong muốn được thầy chia sẻ cũng như là để giúp đỡ chúng em, để chúng em cũng xây dựng được một cái nhân hiệu, thương hiệu cho chính bản thân mình, và đó là cái cách mà để mình cũng hút được khách hàng. Bởi vì bây giờ thời chúng ta sống chung với cả dịch, không phải dịch này mà sẽ còn có nhiều các cái khác nữa, thì cũng khó có thể offline thì chúng ta vẫn làm, nhưng mà cái vấn đề online thì không thể thiếu. Và thời công nghệ 4.0 thì đấy là cái điều mà rất là mong muốn thầy
nhất là tri ân cảm ơn thầy. Thứ hai nữa là rất là mong muốn thầy có những cái buổi chia sẻ để hướng dẫn cho những người mà thực sự là từ đầu ạ. Vâng, em cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Phạm Gia Nutrition ạ. Em cảm ơn lời chia sẻ của chị Yến ạ. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, thì thời lượng của và bây giờ cũng là 10 giờ 14 rồi ạ. Thì em xin phép là dừng chương trình ở đây ạ. Một lần nữa em xin thay mặt Phạm Gia Nutrition cảm ơn bài chia sẻ thật tuyệt vời của thầy Đăng Quang ạ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các cô bác, anh chị có mặt trong phòng Zoom tối ngày hôm nay ạ. Và Phương xin được gửi lời chúc thật nhiều sức khỏe đến các cô bác 137 điểm cầu đang còn lại ở trong phòng Zoom hôm nay ạ. Chia sẻ thì ok. Thì tôi sẽ sắp xếp bây giờ quý anh chị có thể bấm vào trong cái Zalo đó để mình dễ trao đổi hơn. Ở đây mình thời gian mình không có nhiều đó, vì nó cũng ảnh hưởng đến nhiều người. Thì bây giờ trao đổi mình trong nhóm Zalo đó, thì hiện nay Zalo ta có 30 mấy người rồi. Thì bắt đầu từ ngày mai thì tôi bắt đầu giao lưu với anh chị để hiểu cái mình biết nhau chứ, mình ở một vùng miền nào vân vân, sở thích mình gì gì vân vân, cái muốn là sao. Thì bắt đầu tôi xem cái nhu cầu anh chị có gì chung chung á, chúng ta sẽ hướng dẫn chung. Bởi vì chúng ta hướng dẫn hiện nay là online hết á, tạo online hết mà, cho nên là tôi sẽ hỗ trợ với anh chị đó. Thì cái đó đòi hỏi bản thân mình á cũng phải thay đổi, mình phải chịu khó thôi. Thì cảm ơn MC nha, cho mình chia sẻ cái chung xin hết ạ. Dạ, em cảm ơn mọi người. Một đêm ngủ ngon ha, nhiều giấc ngủ đẹp. Cảm ơn bạn đã xem video bí quyết trao quà thời đại công nghiệp 4.0 của tôi. Bạn hãy like và chia sẻ để nhiều người biết đến video giá trị này nhé. Bạn hãy bấm đăng ký kênh để nhận được video giá trị và bổ ích tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.